Alo. Hello. Nghe đã, nghe rồi. Nó nghe đã. Nghe mà nó hờ hợt thôi à. Alo. Cho nó nghỉ mệt hai bằng ngay cái bộ nó khỏe lại rồi nó ngăn ngay. Hello. Dạ không, không có chị. Hello. Quý vị chia sẻ đây cho em mua em mấy chị đẹp ơi. Rồi, bữa nay lên phân cứng hả? Chúc mừng chị đẹp. Lên phân cứng hả? Rồi mấy cục vàng ơi, mọi người cho em nút chia sẻ mọi người nghe. Ngày hôm qua mình tặng cái gì đó ta, ngày qua tặng gì ta, bộ đồ đúng không? Rồi tiếp tục hôm nay mọi người nghe, tiếp tục tặng đồ tiếp. Gần Tết mọi người nghe em sẽ tặng hoài. Tặng hoài luôn mọi người. Trời ơi, Ngân ơi, bao nhiêu ngày mong đợi mấy chị. Ê, cái này nó có đủ mùi luôn nè Ngân ơi. Đúng rồi. Nó có nhiều mùi cho mình lựa chọn. Ngân bữa đó Ngân xài mùi gì á? Màu vàng là mùi gì mày? Mùi gì không biết nữa mà nội. Thôi mượn coi. Nó the nè, biết mùi gì? Của em màu. Chị Sương Nguyễn nha, inbox cho anh em nha. Ồ, cái mùi này cũng ngon nè, khoan để coi cái mùi này, mùi này. Ừ. Rồi chia sẻ live stream là mình được có cơ hội nhận quà nha mọi người nghe mấy chị nè mấy chị. Hết mấy chị ơi, cái này hết á. Là người ta nói mọi người nghe, người ta nói thôi chứ mình cũng không biết là nó có công dụng như đâu như vậy không thì không biết mọi người nghe mấy chị hết. Có nghĩa là mọi người quản mọi người cứ hết gì vậy cho em. Tại vì cái này mà nghe nó làm nóng cái mũi và nó thông xuống cổ họng của mình. Giúp cho mấy chị nghe, ví dụ như con COVID mọi người nghe, nó có nằm ở đây đi chăng nữa mọi người nghe. Nó cũng chết dần dần. Nó không đi vô khỏi mình mọi người nha mấy chị. Covid á là nó sẽ đi vô khỏi mình ăn từ từ mọi người nghe, nó thành ra là mình mới trở nặng. Mọi người nghe, nó nếu mà nó nằm đây nè. Mấy chị hít vô vậy cho em. Nó hít cái này là nó thông xuống cổ họng mình luôn mấy chị gái nha. Ừ, 25.000 chai nha chị Hồng Phượng ơi, có đơn quên vô. Ừ, có bán lịch không hả? Trời ơi, Nguyễn Kim hả bán lịch hả? Để bữa nào chị xuống đây đi mua đồ đi, có dư rồi chị cho ông biết nha. Lịch đâu bán ngoài. Bán lịch chi? Ồ, thầy ơi. Thấy sao chị thích thấy bẻ quá, thấy thông nó cổ họng luôn. Mọi người ơi, im lắm. 25.000 chai mọi người nghe của Thái nha. Đó, chị nào có đơn thì mình quăng vô mấy chị để chai để dành. Đó. Hết xong mọi người nghe nó sẽ thông xuống nó cổ họng mình luôn mấy chị. Đó, mọi người nghe 25.000 chai. Đó, ai có đơn thì quăng vô. Hôm quá quý vị ơi, rồi lên đồ mấy chị ơi. Bây giờ thấy không? Ê, có thể nào lộn áo không nè? Không. Mà đưa tao cái kéo không nha. Cái kéo xanh của chị đâu nè. Cảm ơn chị Hiền Nguyễn. Rồi mấy cục vàng ơi, bỏ mặt la ti nha mọi người nha. Trời ơi, lại đúng rồi. À, nội đúng lấy thật không ai. Nguyễn Kim cừ, không thiệt. Tao quán lịch rồi bà ơi, có mong bà bữa nào bà xuống đây đi rồi. Tôi vô tấm nào tặng bà tấm đó nha. Còn Cẩm Giang ơi. Cẩm nào cũng được hết trơn. Rồi. Ok, chị Đặng Thị Trinh một chai dầu. Xài im lắm mấy chị gái nha. Đồ của chị Út Giang miền Tây gửi gọi ngân vàng ơi. Đây mấy chị, một chai là 25.000. Mọi người nghe mấy chị thích là nó sẽ thông xuống cổ họng mọi người nghe. Cái thứ nhất là nó sẽ ngừa con Covid mọi người nghe. Tại Covid đó nó rất là sợ dầu mấy chị. Mọi người hít thường xuyên mọi người nghe. Ví dụ nó nằm đây mọi người nghe, nó sẽ cũng tự chết đó luôn mấy chị. Mà đặc biệt cái dầu này mọi người hít nó sẽ thông tới cổ họng nè. Đó, thông xuống cổ họng luôn mấy chị gái nha. Rồi, mọi người muốn mua mịn, trước hả? Hay là em mấy chị em tính lên AT nè? Ui ui, đẹp quá gì vậy? Rồi mọi người nghe, bữa nay là em về AT tơ, mọi người nghe AT tơ này 220.000 bộ. Đó, hay là mọi người muốn mua định mịn thì em lên mịn trước. Hello chị Lê Phúc Minh. Rồi mọi người, bạn màu đẹp ha. Đây, AT có nè chị. Đây, AT hả chị, có số 5 luôn. Quên, em quên đăng cho chị Ngọc Phương coi, nó nãy như em có đăng AT không ta?
Đây nè chị, y chang gọi khuôn mặt mà size số 5. Size 5 này mấy chị gái nha, 65-72 cái bằng giùm em. 115.000 bộ mấy chị yêu nha. 115.000, cái này là ati tơ hoa nha mọi người nha. Thì nó sẽ giá nó sẽ khác cái thằng ati mịn mọi người nha. Ati mịn và ati tơ hoa nó sẽ khác nhau mọi người ơi. Rồi bỏ ra mặt 115.000. Ờ chị Dung Bạch mua lâu rồi mà sao không thấy gỡ đồ. Chị Dung Bạch ơi, canh máy nhận giùm em nha. Dung Bạch không nghe máy hả? Chị Dung Bạch canh máy giùm em chị Ngọc ơi. Rồi đây ati đây cục vàng ơi, lấy cho em nè, giống y chang bởi nó mặt mà size 5 nè chị. 65-72 cái bằng vừa 115.000. Chị Ngọc Hương nhớ nè, hồi trước 125.000 lần. Rồi 115.000 em mã 1. Mã 1 chị gái nha. Đẹp lắm bà ơi. Ừ. Ok dần mặt bẳng nè. Ừ. Ủa mấy chị, em thấy sao của em sáng chân mà ta? Ờ chị Hải Hà, mua hộp cơm vàng sao không sao dao đen chị Hải Hà hả? Ủa chị, bữa đó nhân viên điện chốt đơn đọc màu gì chị ruột. Rồi mọi người mấy chị nè, đẹp không? Rồi mọi người nghe, 65-70 cái bằng đẹp, má 2 giùm em nè. Ủa mấy chị nghe siêu đẹp đó, 65-70 cái bằng đẹp em mấy chị, mã số 2. Ồ mấy chị nghe đẹp quá nè. Rồi 115.000. Ai là ok chị mến võ mã 1. Rồi lấy hai cái bên này giùm em mấy chị ơi, 115.000 ati tơ hoa mấy chị yêu nha. 220.000 bộ mọi người nha, 815.000. Rồi vàng với đen gì nó cũng công dụng như nhau đó cục vàng ơi, nó cũng dùng như nhau nha. Hello chị Thị Kim yêu dấu của em nè. Rồi 65-70 cái bằng đẹp mã 3, trụ mẫu mới không mà thi ôi đẹp quá. Rồi lấy bộ comment 3, bộ mặt mọc mọc dừa. Dừa đó mọc ơi, mình bạn hơi rộng, bộ đang mặc là 55-60kg bằng dừa, mọc ra nhiêu ký? Mọc mọc ra nhiêu ký, cục vàng có lên ký gì không? Đó, nếu như cũ là dừa. Có nhỏ không? Có nha chị ơi. Rồi, 65-70kg bằng đẹp mã 3 giùm em mọi người. Ủa cái gì cái mẫu này sang nè. Ồ, cái nó mai là đẹp phết, trời đẹp luôn mọi người. Nghe nói chị đi mai bộ đồ này tiền công rẻ gì cũng 150.000. Tại mọi người biết sao không nè, nó có cái tay nè. Rồi nó đánh cái ngực này cho mấy chị nè. Đó, 150.000 tiền công luôn. Rồi mã 3. Ok, ba chị Bùi Thành nè. Ồ, mấy chị nghe đẹp chưa? Rồi size nhỏ. Vải gì vậy? Dạ chị Văn Lê, cái này là cô tông lộn. Ati tơ hoa. Ati tơ hoa giùm em nghe chị ơi. Rồi 40 đổ lên 55 lại mấy chị bằng đẹp giùm em nè. Ôi mấy chị, mã số 4. Mã 4 giùm em, chứ vô lấy 4 mình 4. Mã 4 mọi người nha. Mã 3 em hết rồi chị, tại vì cái này hàng teo nó không có có nhiều màu. 60kg cao 150 bằng size số 3 chị. Đây. Ok, 40 chị Bùi Thắm. Rồi nè, 55-62kg bằng đẹp em nè. Rồi cho em mã số 5. Ồ mấy chị nghe đẹp lắm. 55-62 cái bằng đẹp mã 5. Rồi em đăng lên từ từ luôn á chị, cái này là hàng sale nó lộn xộn trong cây nha. Rồi chốt kèm mã 5. Mã 5 nghe lấy 55. Nhiêu ký? Bên này nhiêu ký mọc ơi? Này nhiêu ký? Trời ơi mấy chị đẹp nè, size nhỏ nha. 40 đổ lên 55 là vừa, mã 6. Mã 6 giùm em, mấy cái này là cái phong cách của em không mọi người nghe. Ai người ta shop mọi người nghe, tao bận quần jean áo u bận đầm bận váy không nghe, em bơ cho độ không à. Có sao 2kg có ngày tính kiệt ơi. 62kg bằng size 3 là đẹp luôn á. Dạ 115.000 Trinh Hiếu ơi. Rồi mà Trinh Hiếu mà có cách nào quyển chuyển mà đi ra đường được không? Rồi mã 3, ba mình hết phải không thi? Hết 3 rồi. Rồi mà mấy rồi? 6. 45-55 cái lời giường á chị ơi, mã 6 giùm em. Chứ lấy 6 mình 6 giùm em. 115.000 mọi người nghe, ti tơ hoa đẹp quá. Rồi 45-55 cái đẹp mọi người nghe, mã 7. Mã 7 mọi người, mấy chị mã 7 lứng nè. Dễ thương quá. Rồi chị lấy 7 comment 7 giùm em. Mã 7 á, mặc đồ đẹp đẹp không? Dễ thương. Bộ nào chị thương mà bạn không đẹp đâu. Nguyễn Nguyễn trời ơi, tên Nguyễn Nguyễn. Trời Nguyễn Nguyễn nó muốn mấy mà bỏ luôn ngăn ơi. Vậy hả chị Cẩm Hồng Quang ơi, giảm bộ 115.000. 65 cái bằng C4 nha mà mập mập ơi. Rồi dạ không nghe chị ơi, Trần Bảo ơi. Rồi mấy chị ơi, cái này là 220.000 bộ người nghe, xe có 115.000.
Rồi 40 đổ lên, 55 là vừa mọi người nha. Ok, 7 chị Hồng Thía nè. 5 chị Nguyễn Thị Kim Thanh. Dạ, này số 2 rồi mấy ơi. Có 55 cái lại vừa. Rồi mã 8 giùm em nè. Không nè. Rồi cho lấy 8 comment 8. Mã số 8 mọi người nghe beo mà trụ kiểu này nè. Nó đẹp xuất sắc luôn. 8. Ừ. Vậy hả? Gọi nhận đơn nó kìa được không chị? Có size 65 không có? Rồi 65, 72 cái bạn đẹp. Rồi em mặc số 2 không môn. Đúng rồi chị, em mặc số 2 nè chị. Số 2 mà em bận nó hơi gọng gọng hơn nghe. Tại bữa nay làm như cái ngực em nó teo quá vậy. Rồi. Cảm ơn chị Hoàng Ngọc Mỹ nha. Rồi tới bảo mấy rồi bay. Chính quá chị ơi, chính số size 5 nghe, size 5. 65, 72 cái bạn đẹp mọi người nghe, mãi 9. Chị nào lấy 9 comment 9, 9, 9 giùm em. Cảm ơn chị Lê Phúc Minh nha. Ồ mấy chị 115 ngàn mà cái này đẹp lắm. Đấy, siêu đẹp mọi người, nó môi với Đà Phật nè. Tám chân à, giờ Trần Thị Cẩm nè. Nè mẹ coi trên đây là nó vẽ giá 220 ngàn bộ nè mẹ. Có xe 4 mọc mọc quay, có 4 mọc mọc quay để lên nha. Rồi size 5 nha, 65, 72 cái bằng dừa. Mã 10. Chị nào về tự coi mọi người nghe, 220 ngàn bộ gì mới mua nghe. Cái này giá người ta ghi để người ta bán đó mọi người. Rồi chị có 52kg hả? 52kg cho bạn size nha em. Không có Trinh Hiếu ơi, mình có kêu phát lại đó nghe Trinh Hiếu ơi. Canh máy đi để chiều mình nói nó lại tiếng nha. Tại vì biết sao không, chứ gọi là mình có nói với nó là để giữ đơn đi, mình coi coi mà khách có quyển chuyển gì được không. Có nói ok. Rồi. Rồi 65, 72 cái bằng đẹp nhiêu? Rồi 10 nghe mấy chị, lấy 10 comment 10. Mã 10. Mã 10 size 5. Atiter hoa. Rồi. À lấy chốt 10 nghe mấy chị, 65, 72 cái bằng đẹp mọi người nha. Rồi 12. À 11, 11. Ok, bỏ đăng mặt chị Thị Kim. Ồ mấy chị đẹp quá. Lột ra chị Thị Kim nè. Em đứng lên chị Thị Kim coi cái nghe, đẹp lắm chị. Nói chị nghe, em thấy của cái xưởng này biết sao không? Mấy chị may cái quần rồi mọi người. May cái quần rất là đẹp luôn mấy chị nghe, đẹp lắm. May quần đẹp cực kỳ mấy chị. Rồi, size 5 nè, bà chị. Chị gì nè, đúng rồi. Rồi, 65, 72 cái bạn đẹp mọi người nha. Nhiều. Rồi 11 của chị, lấy 11 của 11 cho em 11. 11, đây xe 4 đây. À xe 4 nè. Rồi 60 65 cái bằng đẹp mấy chị ơi. 60 65 cái bằng đẹp em nè, 10 12. 12 chứ lấy 12 comment 12 giùm em. 12 mấy chị, 115.000 bộ rồi nha. Rồi. 65 70 cái bằng đẹp mọi người nghe, 13. Lộn, 60 65 kg đọc lộn nha mọi người nha. 60 65 cái bằng đẹp 13. 13 mọi người nha, lấy 13 chứ 13 em em. Size số 4 mấy chị. Nó có 2 3 4 5 nghe mấy chị gái ơi. Rồi, 13. Để em coi coi như nãy có một bộ quá mà có coi lấy chưa? Cái bộ mà giống bộ chị bạn mới cậu gà cỡ ra. Có người lấy hả? Nãy có số 5 á, nãy có số 5 có người chốt rồi. Rồi mấy chị ơi, 55, 60 cái bằng đẹp nè. Ôi, bộ số 3 là đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp beo luôn nè. Nhiêu rồi? Rồi 14, mà lấy 14, mình 14. Dạ yeah, chị, ơi. Dạ yeah, chị. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp mọi người nghe, 15. Ôi ôi, hốt phải không? Rồi hốt nè. Ôi ôi, bộ đẹp quá, bộ đẹp đó. Trời ơi, bộ này đẹp nữa nè. Ôi ôi, hốt nữa hả? Hốt nữa, hốt hốt rồi, hốt rồi. Ờ, giờ này đừng nói lên hốt nữa nghe, rồi 12 còn không? 12 cho chị Lệ Quyên. Trời ơi, cái bông nó đẹp nữa nè. Thôi có một kiểu một mà hốt chi đủ kiểu đi, đủ kiểu mà. Rồi, 55, 60 cái bằng đẹp mọi người nha. Mười mấy, mười mấy. Khoan, 12 là cái nào à, có trùng cái bài không? Cái gì? 12 hết rồi, 13. Là nó kiểu giống
Dũng mới bỏ cái 12 ra đây chơi cho 13 đi, chốt cho bà Tuấn Kiệt đi. Rồi đứng cái 12 lại cho chị Tuấn Kiệt đi. 13, 13 cho Tuấn Kiệt. Ừ, mẹ lấy cái này đẹp hơn nè. Thôi cái này sang hơn nè. Ừ. 14 cho mọc mọc 14 nè. Đây nè, đẹp quá. 4 mọc mọc. Beo cho chị Lan Chi. Cái bộ beo chị Lan Chi. Rồi người nghe, đẹp quá. 55 phát ngay cái bạn đẹp mọi người nha. 15. Ôi ôi đẹp quá mọi người nghe, 15. Cái kiểu này đẹp quá. 15 dễ quẹp atiter hoa mọi người nha. 15 giùm em. Đó, chắc là lấy 15 rồi mình 15. 15. Mấy chị ơi đẹp tí ghê luôn nè. Rồi 16 giùm em. Em bạn thử cho mọi người coi nghe chứ em bạn rộng nha. Em bạn số 2 ở này tới số 3. 15 chị Ngọc Ảnh nè. Đây mấy chị em bạn thử mọi người coi. Ủa sang mọi người nghe mảng bạn nó rộng dữ lắm nha mấy chị nha. Rộng dữ lắm. Rồi bỏ đăng mặt 16. 16 mấy chị ơi lấy 16 lên 16 giùm em. Em mặc 16 nghe, 15 em hết rồi chị Hoàng Ngọc Mỹ ơi. Ôi ôi mấy chị nghe đẹp lắm nè. Ôi ôi nó sang gì đâu mấy chị ơi. 17 mọi người nghe, 55 62 cái bạn đẹp 17 giùm em. Đẹp lắm, cái này ở phong quần nó mai đẹp lắm mọi người nghe. Bạn bao mấy chị không bài hết trơn nha. Rồi mọc mọc 14 là beo đen hả? Beo đen là cái nào thôi? Thấy beo đen không? Em cần cái đó màu gì vậy? Rồi 16 đang mặc cho chị Cẩm Hồng Phan cho tiếng gọi nha. Đâu 14 đâu? 14 là này nè. 14 là này nè. Ừ. Rồi ok, lên số thoại giùm em đi chị ruột Cẩm Hồng Phan, khách cũ chị Hoàng Ngọc Mỹ, đúng rồi, Hoàng Ngọc Mỹ ở Lai Dung Đồng Tháp có địa chỉ luôn. Rồi 14 hết mọi người nha, 16 chị Cẩm Hồng Phan, chị yêu ơi, hết số lâu rồi cho em lại số điện thoại đi cục vàng. Chị Lệ Quyên nhiêu ký ha? Chị Lệ Quyên 65 ký, mét 55, bạn xe 4 là vừa luôn chị, vừa luôn rồi, vừa luôn rồi. Rồi 16 hết rồi, 17 đi, 17 đẹp nè. Đã lỡ cái bông này sang nè baby. Ôi ôi mọi người nghe, cái này là cô tông mình gì, atiter hoa. Rồi ok, không có rộng đâu, chị Bùi Thành bỏ được rồi. Rồi 16 hết mọi người nghe, 17 giùm em nè. 17 mấy chị, 17, 17, 115 ngàn á mọi người nha. 58 cái vừa không, trời ơi chị, bà lựa đúng sai luôn rồi, cục vàng ơi, lựa đúng sai. Hello Hoàng Nguyễn Long Quân, trời ơi, đặt cái tên gần gần lại coi. Rồi 55, 62 cái bằng đẹp mọi người nha, 18, 115 ngàn bộ mấy chị gái nha, cái này là atiter hoa nha mọi người nha. Đó. Rồi lấy 18 cho 18 giùm em, 115 ngàn bộ nha, nhận hàng được kiểm nhà hàng, bạn thử vô. 18. Mấy chị xuất sắc. 18 chị Hòa Thành không vừa nha, nghe số ký. Rồi 55 sáng ngay cái bằng đẹp mọi người nghe, 19. Ôi ôi mấy chị ơi, con này nó sang nè. Ôi ôi mấy cục vàng ơi, 115 ngàn bộ mà đẹp dữ lắm thiệt. 17 chị Lan Chi. Không mẹ, bạn cái bộ tết bạn nó đẹp mẹ. Bộ đó cái màu nó đẹp, màu vàng nó phan. À mua cho bà chị của chị hả? Ok, chị Bùi Thành mua mã 18 cho bà chị. Rồi 19 thì chị Hồng Thía. 19 trên tay nè. Ừ. Rồi lên xe bự nè. À, có đồ mà số 3 cho mẹ tôi nha. Mấy bộ. Rồi mấy chị ơi, 6 mua đổ lên, 65, 67 là vừa nè. Mấy chị cho mã 20. Ó mọi người nghe, không có nói riêu mọi người nghe, người ta bán 220 ngàn bộ nha. Rồi lấy 20, cảm ơn 20. 18 em hết nha. Khách mới chào chị Hương. Cảm ơn chị Hiệp Nguyễn nè, mới cũ gì à. Nói chung mấy chị mới của thành cũ nha. Ừ. Không phải, không phải. Trời ơi, khơ nghe nhận lầm người. 19 hết mùa nghe, 60, 65 cái bằng đẹp 20. Rồi 65, 72 cái bằng đẹp 21. 65, 72 cái bằng đẹp 21 giùm em mọi người nha. Đây mấy chị, lấy 21, 21 giùm em. 115 ngàn bộ atiter hoa nha chị Khuyên Bùi ơi. Rồi 60, 65 cái mấy chị bằng đẹp nha. Trời ơi đẹp quá. Sau đây em bao la nha chị Nga Nguyễn ơi, bữa nay em sale luôn nè. Rồi 22, 60, 65 cái bằng đẹp 22 mấy chị coi nè.
Đó, mấy chị nghe cái là đồng tiền may mắn mọi người nha. Ừ. Rồi 22 lấy 22 cộng 22. Tại lý biết hơn mình không còn tiền tiết kiệm. Đẹp rồi, đẹp rồi. Dạ, em gửi gọi nghe chị Hiền Nguyễn ơi. Rồi 65 70 cái bằng đẹp nè. 21 cho chị Ngọc Quỳnh. Rồi, 65 70 cái bằng đẹp nè mấy chị ơi, 22. Lộn 23 chứ 23 23. 60 65 cái bằng đẹp. Đó, mọi người nghe lấy 23 cộng bên 23 giùm em. Đẹp quá. 60 65 cái bằng đẹp 23. Có vừa đâu mà hốt. Ờ à, vậy hả? Ừ, tưởng mẹ. Trời ơi, cái bọn này nó sang nè. Rồi 55 60 cái bằng đẹp mọi người nha. À, hốt này nữa hả? Ờ. Ừ. Rồi 60 65 cái bằng đẹp mọi người nha. 24 giùm em mấy chị ơi, coi nè. Ô đẹp không? 60 65 cái bằng đẹp mọi người nha. 24 giùm em, chịu lấy 24 lên 24. 115 ngàn bỏ mấy chị ơi, nhanh tay quẹo lụm. Rồi, 22 cho chị Duyên Hồ. Ôi ôi mấy chị ơi, đẹp quá nè. Ừ. Có nghe chị, có nghe. Ôi ôi mấy chị nè, em bạn phải thứ hai cho mọi người coi nè. Ôi ôi quá sang luôn. Có cao lăng nha chị Phan Thị Hương, cao lăng có rồi chị. Rồi mấy chị, đẹp quá. Ừ đúng rồi. Bữa nay ăn thi với bà ơi, ta lấy dâu Thảo ơi, vợ Hiền về ăn cơm rửa chén. Rồi anh này mấy rồi? Rồi mấy chị bỏ đăng mặt 25 nha. 25. Rồi mọi người nghe, 55 62 cái bằng đẹp 26. 55 62 cái bằng đẹp 26 á chị ơi. 26 giùm em. Rồi. Thì tao đang mặc 25 nè. Ừ. Rồi 25 chị Ngân Kim. Đây 25 đang mặc chị Ngân Kim. 24 còn không? Còn. 24 24 xe máy à thầy? 24 60 giờ vừa nghe chị Hoàng Ngọc Mỹ. 24 chị Hoàng Ngọc Mỹ. Rồi, bỏ mặt hết rồi mấy chị gái nha. Rồi, 60 65 cái bằng đẹp nè. 27. 27 mấy chị ơi, lấy 27 comment 27 giùm em. 115 ngàn bộ người nghe đẹp quá. 60 65 cái bằng đẹp 27. Ô xích cha chị 25 giữ lại ta. 25 giữ rồi. Đó rồi, 25 bộ đó mới lột ra. Mọi người ơi, anh xem nó đâu có 25 nhiều đâu mấy chị. Rồi nè mấy chị, em bận một này cho mọi người coi nè. Em gì? Ừ, nó thằng xéo đâu có nhiều đâu. 20 còn không bay? Nè. Yeah. Em mơ cho chị Phạm Sâm coi lại nè. Trời ơi mấy chị, đẹp lắm. Nhiều bay. Ôi mấy chị. 55kg lợi à. Rồi bỏ đăng mặt 27 nha, lấy 27 cộng 27 giùm em mấy chị 27. Cái này không ngứa mà nghe gì hết trơn, mấy chị gái nghe nó không ngứa nghe gì hết trơn mấy chị nè. Đó, mọi người nghe. Đó, nó phòng dây nặng không. Rồi này mã 20. 20 là 60 65kg nghe chị Phạm Sâm nha. 60 65 cái bằng đẹp nha, cái này là Atito Hoa nha mọi người nha. 115 ngàn bộ. Rồi ok, 27 với chị Trương Loan nè. Chị Trương Loan đẹp quá. Ừ. Ai? Rồi 55 60 cái bằng đẹp nè. 28. 55 60 cái bằng đẹp 28 người nha. Chị nào lấy 28 lên 28 giùm em. 28. Chắc sao mà ngã dữ rồi mấy ba. Này nó chắc sao mà ngã dữ. 20 cho chị Lưu Bình. Ok chị Lưu Bình có bán 20. Rồi mấy chị nha, 60 65 cái bằng đẹp mọi người nha. Ồ mấy chị đẹp quá nè. 28 cho vào Trần Thị Cẩm. Rồi tập như vậy 29 không. Em bạn bộ cho bự cho mấy chị coi nè. Atito đẹp lắm mọi người nha, thấy rộng không. Nhưng mà nó dặn hết vô trong người em mọi người nha. Đó, với thật chắc nó rộng lắm nha mấy chị dễ thương chưa. Ôi ôi mọi người nghe, nó may cái form khéo lắm nghe, đặc biệt cái quần đẹp xuất sắc. Cái quần đẹp xuất sắc mọi người nghe, siêu đẹp cho em luôn.
Rồi, 60 xong làm cái bằng đẹp 29. Chiều lấy bộ đông bạc comment 29 giùm em. 56 kéo lại là bạn size số 2. Ok chị. Ôi ôi dạ. Anh Thiện hả? Không biết nữa mẹ. Rồi, 60 xong làm cái bằng đẹp nè. Ồ, cái bằng đẹp người nha. Rồi, 30. Thanh chính đang mặc trong người nè mấy mẹ. 29 cho chị Bình Hữu Bình. Tao đọc tao biết rồi, tao nhổ lông thấy bây giờ. Rồi. Ừ. Rồi 30 mọi người nha, 60 65 cái bằng đẹp 30 giùm em luôn. Đó mấy chị nha, 30 siêu đẹp luôn. Đó đấy 30 comment 30. Mới mặc là size size 3 size 4. Size 4 lần chị. Rồi này chị size 3 nè. Đó mấy chị nghe này đẹp quá. Rồi 55 62 cái bằng đẹp mọi người nha. Rồi chốt liền em mọi người nha. Xuất sắc. Rồi 29 là lấy 30 đi mọc mọc. Rồi này 31 mấy chị ơi. 55 62 cái bằng đẹp 31 giùm em mấy chị nghe gần bỏ bằng. Ôi ôi cái hoa này sang quá. 31. Ôi ôi. Bộ này chắc mọi người dành dữ lắm rồi tờ. Ôi ôi nó đẹp ta ôi. 60 65 cái bằng đẹp 32 giùm em. Ôi ôi cái bằng này nó sang hết sức sang luôn trời, chắc có bộ một quá. Rồi chứ lấy 32 comment 32. 115.000 Atiter hoa xịn mọi người nghe, hoa xịn giùm em, xịn. Thiệt luôn, phải dùng từ xịn mọi người nha. Rồi 32. Ôi ôi. Rồi chị Phạm xong. 32 chị Phạm Lưu Bình. Cô comment gì cô yêu? Cô Phạm xong nè. Rồi 60. 60 xong làm cái bạn đẹp mọi người nha. Rồi 33 giùm em. Cô Phạm xong ơi, đơn của cô đi gọi ngay cục vàng ơi. Rồi lấy 33 comment 33 mấy chị ơi, 33 sang quá. Mọi người nghe em thích cái kiểu này quá. Vậy thôi quá, kiểu này có kéo được không ta? Ừ. Ồ mấy chị nè, mình bắn được hai kiểu nha mọi người nghe, một kiểu là mình kéo lên. Một kiểu là mình kéo xuống mọi người nha, đây nè mấy chị đó, được hai kiểu nha. Rồi 33 giùm em. 33 giùm em nha, chị Thanh Thủy để hỏi em coi coi còn trùng bộ nào không đấy chị nha. Mình coi coi có không. Chưa thấy nha chị Thủy ơi. Rồi 34. Ồ đẹp quá nè. 55 62 cái bằng đẹp 34 giùm em. Tồ ôi trái tim màu xanh mấy chị. 115.000 34. Chị vô lấy 34 mình 34 giùm em. Trời ơi sao mà đẹp quá chị. Rồi một bộ chính tắc size số 5. 65 72 cái bằng đẹp mọi người nha. Đó. Đồng giá 115.000 á cục vàng ơi. Ai lấy trên 35. Ồ mấy chị quần chính tắc beo xanh nè. Đẹp ghê luôn. Rồi chị vô lấy comment 35 giùm em. 35. Rồi 60 65 cái bằng đẹp người nha. 36 giùm em nè. Sáng rồi mấy chị nghe mấy cái này kiểu sang lắm. Rồi cho lấy 36 comment 36 giùm em mấy chị. 36. 36 mấy cục vàng ơi. Ôi ôi cái này nó còn đẹp nữa mấy chị. Rồi 60 65 cái bằng đẹp người nha. 37 giùm em nè. 34 mấy chị Lan Chi. Rồi lấy 37 chút 37 mọi người nghe mấy chị câu quần nè. Ủa nó mai đẹp. Hóc nữa hả. 35 cho cô Phạm Sâm. Rồi mấy chị ơi, 60 65 cái bằng đẹp mọi người nghe mấy chị quần quần chính lắc giùm em nha. Rồi ai lấy bộ này chốt mọi người nghe. 38. Hốt hả, đâu có đọc phải không. Về yeah, đọc quả này 37 nha mọi người nha. 60 xong làm cái bằng đẹp 37 giùm em nè. 37. Ok rồi tự em lên ngay cho Thục Trinh nha. Rồi 35 hết luôn rồi. Phạm Nhân ngay comment lẻ lẻ đi con gian. Ủa cái này đẹp nè. 60 xong làm cái gì bằng đẹp nè. 38. Rồi 38 mọi người nha. Lấy 38 lên 38. 38. Vậy hả chị. Rồi mấy chị đẹp không? 65 72 cái bằng dừa nè. 39 giùm em. 65 72 cái bằng đẹp mấy chị nha. Rồi 38 ok chị Thùy Trang cho số điện thoại em đi chị Thùy Trang ơi. Thùy Trang cho số điện thoại lên. Rồi chị bà Ngọc Hương đâu ta? Ok chị Thùy Trang nè. Rồi bà Ngọc Hương đâu rồi? Đây nè. Trời ơi mấy chị nè, số 3 đẹp lên nè.
Ôi ôi mấy chị. Ôi ôi sang không mấy chị. 55-60kg bằng đẹp em nè. 40. À lấy comment mã 40 mọi người nha. 55-60kg bằng đẹp 40. Rồi 55-60kg bằng đẹp người nha. 41 giùm em. 41 mấy chị, cái này nãy bạn đầu like nè, sang ghê. Rồi chứ lấy 41 comment 41 giùm em. Rồi ai lấy 41 comment 41 nha. Chị Bình Lưu Bình ơi, chị nhiêu ký chị gục? Em mới chọn 2-3 size vậy. 40 cho chị Cẩm Hồng Khoan. Cao mấy 65 vừa nghe chị Xuyên Bích ơi, vừa chị vừa. Quần dài lắm. 40 hết nha mọi người nha. Rồi 60-65 cái bằng đẹp mọi người nha. Như thế. Rồi 42. 60-65 cái bằng đẹp 42. Ừ. Đúng rồi, cái này là bán Tết là ok luôn nha chị gục ơi. Đó. 65kg vậy là chị chơi nghe em đọc số ký nha. Mã 40 là chị không vừa, em chốt cho chị Cẩm Hồng Phan nha chị gục ơi. Rồi 60-65kg mấy chị bạn đẹp em nè. 42. Ok 42 chị Lê Phúc. 39 còn không thi? 39 là size mấy rồi thi? 41 chị Đứng Kiệt. À 39 là chị Trang Trang. Ok. Có nghe chị Hoa Phan. Ồ ồ mấy chị nè, size nhỏ nè. Đây em bạn bộ size nhỏ cho mọi người coi nè. Cái bộ đó nãy mã mấy nha? Cái đó 40 có người chốt phải không mấy chị nè? Cái này giống mã 40 mà sao nó nhỏ mọi người, nghe em bạn cho mấy chị coi nè. Trời ơi mấy bạn nghe. Dễ thương không mấy chị nghe. Đá này là em bao mấy chị nghe. Mấy chị bạn á, bộ đồ là tan nát rồi cô lụ nghe. Cái đá còn cái thinh. Tại vì á, đồ này em cũng cả chục bộ mọi người nghe. Em không có mai mọi người nghe. Em bán là em lấy bạn không á. Em là cái này là phong cách của Hương nè mọi người nha. Bạn đồ thun đồ bộ không à. Em không có bạn quần téo u. Ok xe năm một đống rồi nè. Sao anh thấy xe năm mọi người em gu nè. Chị Ngọc Thình, Ngọc Quỳnh nè. Ừ, ô mấy chị nghe đẹp ơi, này nhiêu quay động nhiêu rồi. 55-56 là vừa mọi người nghe, bộ đang mặc mã 43. Từ từ chốt cho Thanh Thủy nè. Ôi ô mấy chị 55-56 là vừa mấy chị nghe 44 nghe nè, 44. Vậy 40 chị không vừa. 43 là chị mặc hả? Ok, bộ đang mặc 43 chị Trương Loan nè. Ôi ôi chị vô đẹp quá nè. Rồi mọi người nghe 44 còn đẹp quá nè. Đó nãy giờ cái này em đang khen mọi người nha. Không, số 4 là bà muốn hàng lè thừa lừa mẹ ơi. Bà chỉ có cái bụng thôi chứ đâu có gì đâu. Thôi ôi mấy chị. Nè mọi người nghe, nói chị được hai kiểu, một kiểu nè. Thấy không nha. Rồi kiểu thứ hai kéo xuống. Nè mọi người nghe, ơi mà thấy kéo gì đẹp mấy chị ơi. Em nói để hở cái màu đen ra gì dễ thương nè ha. Rồi 44, không 43, không có 43 có người chốt rồi chị. Rồi đang mặc 44 người nha. Rồi bộ chị mặc 47kg. Bộ này bạn có 47kg vừa. Dạ 115.000 bộ rồi chị Lê Lộc ơi. Rồi ai lấy bộ đang mặc phải chốt mã giùm em người nghe. Chốt mã 44 đúng sai mọi người nha. Rồi bộ này nè. Ôi ôi mấy chị ơi, cái màu đỏ nó sang nè. Ồ size 3. Rồi 55-60kg bằng đẹp mọi người nha. 45. Ôi ôi em đi may đồ em hay lựa mấy cái bông gì đúng nè mọi người. Sang. Rồi 55-60kg bằng đẹp mọi người nha. Rồi cho em mã 45. Em mặc là mã 44 với chị nha. Có size lớn. Rồi size số 5. 65-72kg bằng dừa. 65-72kg mấy chị yêu bằng dừa nha mấy chị ơi. Cho em mã 46. 45 cho đại lợi. Mẹ của đại lợi là thích màu đỏ dữ dằn lắm. Ôi ôi nữa. Rồi 46 giùm em. 45 em hết nghe cục vàng ơi. Rồi có một bộ quần ống rộng mọi người nghe. Đây, trời ơi sang nè. Ôi ôi 60-65 cái bạn đẹp. 45 em hết rồi cục vàng ơi. Đây mấy chị quần ống rộng nha. Rồi 47 mọi người ơi, lấy 47 mình 47 giùm em nè. 46 là chị Hoa Phan. Đẹp lắm. Nói chung là cái form đồ đẹp mọi người. Ồ nè size 5 đó nè. Rồi 65-72 cái bạn đẹp nè. Rồi chị yêu lấy comment bảo 47 giùm em. À, 48, sorry mọi người nha. 48. 65-72 cái bạn đẹp mấy chị ơi, 48. Đẹp quá. Rồi 45 em hết rồi mấy chị gái ơi. Rồi mấy chị nghe, bên em có bán cơm cháy khô gà mấy chị. Hộp về là 115 nghe, lộn mua phạt 80.000. Đó. Rồi mấy chị dầu hít nha mọi người nghe, mấy chị hít là thông mọi người nghe, thông cả họng. Cổ của mình luôn mọi người nghe, một ca là 25.000, có đơn quăng vô mấy chị ruột nha.
chị mặc là 40 mấy mày, 44. Ừ. Rồi 65-72 cái bằng giùm em mọi người nha. Đẹp quá, 40 mấy đi. Rồi 49 mọi người nghe, lấy 49 rồi mình 49 giùm em. Rồi 49 không có tiền lẻ hả? Rồi chút xíu để xíu con kêu thiện lại cho mẹ 100. Rồi 49 cho chị Hoa Phan, hộp cơm cháy khô gà cho chị Tân Trương. 48 mà 48 là xe máy hay bay? Trời ơi, 48 xe bự lắm Kim Thanh ơi, bự lắm, 48 xe bự lắm mọi người nghe. Mẹ em 65 cái mét 65 cái mã 47 vừa không? Vừa nghe chị nè. Ok chị Ngọc Diễm, mẹ em thích đỏ đô hồng guốc màu tím lắm chị không đúng biết mà đưa lên là biết rồi. Rồi bỏ em mặc 60 cái không vừa nè. Rồi mấy chị ơi, 60-65 cái bạn đẹp nè, 47 xe máy bay. Ok. Rồi mã 47 Ốc Giang kìa, miền Tây có lấy không? Không lấy thì em chốt cho chị Trang Trang nha. Rồi đây mấy chị đẹp nè, ôi ôi xuất sắc mọi người nghe, 60-65 cái bằng đẹp em nè, quả sang luôn. Nhiêu thi? Ok, bảo đăng mặt cho chị Danh Khả nè, đẹp lắm mấy chị ơi, thiệt luôn. Rồi 69 ký bằng size số 5. Rồi 60-65 cái bằng đẹp em mấy chị, nhiêu thi? 50 mọi người ơi, 50. Ồ mấy chị ơi, 50 nó sang nè, 115.000 bộ mấy chị mua là tôi nói thật sự mọi người nghe, không làm một miếng nào đâu, thiệt luôn, đẹp lắm, 50. Ôi sao mà càng vô càng đẹp chị Thi. Rồi nè mấy chị ơi, 60-65 cái bằng đẹp 51 giùm em. Ờ, 51 mọi người nghe, lấy 51 mình 51. 51 mấy chị yêu ơi. 51, 48 còn không? 48 hết rồi chị Lâm Chúc Mơ, có người điện mua rồi. Rồi mấy chị ơi, 52 giùm em nè. Ồ, không có nhiều. Đến em nói là chị Hương ơi, sao bảo mấy 5-600 ở đâu ra? Mày thấy mẫu mới không không Thi? Tao lụm được nhiêu là tao cũng hú vía với nó luôn rồi đó. Đúng rồi, 55 cái là em bảo đảm chị y chang mai luôn nghe chị Danh Khả nha. Rồi ok chị Hoa Phan nè, rồi này nhiêu rồi? Rồi 52. 50 chị Lâm Chúc Mơ. Ủa mấy chị ơi, 52 sang nè. Đá là em bao mấy chị nghe, nó thiệt luôn mọi người nghe mấy chị nè. Đá đẹp dữ lắm luôn, đây hàng hàng xịn mọi người nghe, đẹp lắm. 52. Rồi 60-65 cái bằng đẹp 53, vậy là cái này một cây một nè. Ôi sao bự. 65-72 cái bằng đẹp nha. 65-72 cái bằng đẹp giùm em. Nhiều. Rồi 53, à, lấy comment 53. Ờ à, chính tắc coi lấy cho cô thêm bộ không? Ok cô. Trời ơi mấy chị ơi có bông nè. Sang thấy ghê không? Rồi 60 đổ lên 65-67 lại vừa mấy chị ơi, đẹp quá. Chị Bích Hợp. Có đơn mà sao không thấy gọi, có lo lộn số không chị? Rồi, chị Bích Hợp không nghe máy này chị Ngọc, hay lộn số vậy nè chị Ngọc ơi. Chị Nguyễn Minh xong nguy hiểm rồi, chặn số lạ nè chị Minh ơi. À, ok chị Ngọc Quỳnh. Chị Nguyễn Minh ơi, sao mà chị chặn số lạ nè chị? Ati Tơ Hoa nghe mấy chị yêu ơi nè. 65-67 là giường nha. Rồi mã đăng mặt mấy mấy. Rồi 54. 65-67 là vừa 54 mọi người nha. Cho lấy 54 mà 54 giùm em. Ồ mấy chị đẹp không? 115.000. Ồ ồ mấy chị nghe bọn này đẹp cực kỳ. 65-72 cái bằng vừa 55. 65-72 cái bằng vừa 55 mọi người nha. À lấy 55 rồi 55 giùm em. Ok vô Hoa Phan. Đó. 54 vô Hoa Phan nè. Có 50kg này cục vàng ơi. Rồi 55-60kg bằng đẹp. Ủa cái xanh này đẹp nè mấy chị nha. Rồi à. Ok một mặt nè. Rồi mấy chị nghe quần ống rộng nè. Quần ống rộng mọi người nghe, 55-60kg bằng đẹp nha. Đăng mặt hả chị Ati Tơ Hoa mọi người nghe. Rồi mấy chị ai thích ống rộng thì lụm bộ này giùm em. 55-60kg bằng đẹp. Rồi 56 mọi người ơi, ở đây 56 mình 56. Ok chị Hoa Phan. Vậy hả chị? Vậy lần sau nè chị, khi mà chị thấy này nè, chiều
sáng bên em điện chút đơn, chị làm ơn nhớ lại đơn cho bên em điện lại nghe. Nhiều khi mà mấy chị cho số sai á mọi người nha, bên em điện không được. Như chị Nguyễn Minh nêu dấu nè, ngày hôm qua chị Nguyễn Minh nè cũng mua mấy bộ đồ mà bên em điện là nó chặn số lạ, mọi người biết không? Chặn số lạ có nghĩa là bên em vừa điện tới không đánh tắt, cũng nghĩa là không vô luôn, mấy chị hiểu không? Không có vô luôn. 115.000 bộ nghe chị Thiện Danh ơi, nó không biết có số điện thoại của mọi người hay con hay là sao mọi người nghe bấm chúng cái gì đó, mình điện tới là không có vô luôn mấy chị nghe. Nó đá ra luôn, nó đá ra luôn nghe, không có gheo hay là không có thay bao gì luôn mọi người nghe. Điện tới cái nó không vô, nó không vô gì, rất ngộ lắm, không biết sao luôn. Trời ơi mấy chị ơi, bộ này đẹp nè. Rồi 65-72 cái bằng dừa. Rồi mã 57 giùm em. 65-72 cái bằng đẹp 57 nha. Ngon à. Rồi chưa lấy 57, comment 57 giùm em. Rồi 65-72 cái bằng đẹp người nha. 58. Rồi chỉ dù lấy 58 là 58 giùm em nè. 115.000 mọi người nha. 58. Má làm gì má hiểu vậy rồi. Xe nhỏ mấy chị. 55-80 cái bằng đẹp nè. Mã 59 giùm em. Đó. Rồi 58 giùm hoa phan. Vậy hả? Không chạy chị ốm nữa vậy á, chị gọi thấm thôi. Rồi 55-60 cái bằng đẹp nè, nhiêu thôi. 59 mọi người nha. Ồ mấy chị ơi đẹp quá. À lấy 59 là 59. Rồi 60-65 cái bằng đẹp mọi người nha. Mã 60. 60-65 cái bằng đẹp 60 mọi người nha. 115.000. 59 thì cẩm hồng phan. 57 cho hồ dân ngay. Này mấy chị xe nhỏ nè. 55-56 đổ lại nha. 45 đủ lên. Chị nào 52kg lượm cái này nè. Đây em bản số 2 cho mọi người coi. Nhiều thôi. Rồi lấy comment 61 mọi người nha. Em hái mọi người nghe nó may rất là khéo quá chị. Chỉ thường nha. Rồi 61 giùm em. Chị lấy 61 comment 61. 115.000 quý vị ơi. 61. Rồi à. 61 cho chị Kim Thị Lợi. Trời gần tới bên em không giữ đơn lâu, thông cảm em nha chị Quanh Hoàng ơi. Vậy hả? Trời ơi, đỉnh cao của sự nghiệp luôn rồi nha. Ừ. 60 mới rồi. Ừ. 60 mới là nhiêu hoa loại rồi. Ồ ồ mấy chị đẹp nè. Rồi 55-60 ký bằng đẹp em mọi người ơi. Đẹp quá. 62 phải không? Rồi 55-60 ký bằng đẹp mọi người nha. Ừ. Rồi lấy comment mấy chị ơi 62. Ồ mấy chị đẹp nè. Ai mà 55-62 ký mấy chị bằng bộ này đẹp cực kỳ luôn. Rồi mã 62. 62 giùm em. 60-65 ký bằng đẹp mọi người nha. 63. Rồi mấy chị ơi lấy 63 comment 63. Sao không lên màu? Đăng ati hoa mà. Ati tô hoa mà mẫu đâu ra chị. Rồi hai lấy chó mọi người nha. 63 nè. 60-65 cái bằng đẹp mọi người nha. 63. Ủa cái này đẹp quá. Rồi 60-65 cái bằng đẹp mọi người nha mấy chị. 64. Ủa cái này sang quá. 62 gì cẩm hồng phan. Chị cẩm hồng phan nó nghe đúng số ký mình ưng là mình lụm liền vậy mấy chị gái nha. Đó. Đây mọi người nghe, em bạn mẫu thôi nghe chứ rộng dữ lắm. Đây, đó, 65 ký mọi người nghe rồi mấy chị, đẹp quá. Rồi, đăng mặt xong xem mấy bài mau nha. Rồi lấy này là mình 64 mọi người nha. Rồi. 65-72 cái bằng đẹp mọi người nha. 65-72 cái bằng đẹp em nè. Rồi chút mấy. 63 còn không? 63 còn không? 63 cho chị Loan Ngô. 64 thì chị Lê Phúc. Ta đang mặc máy đây. Ok, 64 chị Lê Phúc nè. Hết 64 nha mấy chị. Rồi. Đẹp quá. Rồi 60-65 cái bằng đẹp mọi người nha. Cho mã 60
65. À quên, 65 là bộ này nè. Ok, 65 này cho chị Hoa Phan. Rồi, 60, 65 cái bằng này mọi người nghe, 66. 66 mọi người nghe, lấy 66 rồi mình 66 giùm em. 66. Này đẹp đó chị. Rồi, 55, 60 cái bằng này mọi người nghe, 67. Đây mấy chị, 67 là cái quần nó vậy mọi người nghe mấy chị. Quần này chặn ống đứng đó mấy chị. Đó, chị nào mà cái dáng cao cao mọi người nghe mấy chị, mang guốc này kia ha, là bạn quần này đẹp hết sảy con 7 luôn. Rồi, cho em mã 67. Đây mấy chị quay, 67 là cái quần nó vậy nghe mấy chị nghe. Đó, quần nó dặn đứng đứng mấy chị nghe, đẹp lắm. Rồi, lấy 67, comment 67 giùm em. Rồi, cảm ơn chồng Thía. Chị không mua gia dụng gì thêm mấy chị. Bữa nay em về đồ gì tùm lum hết trơn mấy chị gái nghe. Này, em mới bạn cho mấy chị coi bộ. Em bạn là nó hơi rộng nha. Bạn cái quần cho bà coi nè. Cái túi nghe em thì nó ngay bằng ống cộng đẹp nha mấy chị. Đâu. Lộn túi. Đây, em bạn cho mấy chị coi. Ôi ôi mấy chị nghe, đẹp chưa? Mấy bà thấy đẹp không? Đó, dễ thương cực kỳ. Rồi, 67 nè, chị Cẩm Hồng Phan nè. Đây, em đứng lên cho chị coi. Đây, 67 đang mặc nè. Dễ thương lắm chị, nghe, cực kỳ dễ thương luôn. Mấy chị coi quần nữa ha, mai. Đẹp. Rồi, cảm ơn chị Hoàng Võ Anh Đào. Dừa luôn nghe chị Lê Phúc. Dư dừa, ồ đẹp quá ha. Trời ơi, mà trần tiết mai. Hết rồi mai ơi. 60 60 ký bạn xe 3 nha chị Bùi Hồng ơi. Chị cao nhiêu? Vậy hả chị, rồi bên em đang hối phát cho. Rồi 65, 72 ký bạn đẹp nè. Rồi cho em mã 68. 65, 72 ký bạn đẹp mọi người nha. 68 giùm em. Rồi đây xe nhỏ nè. Trời ơi, chị cao mét 63 nó đẹp. Chị bọng lỗ nó đẹp hơn em gấp 2 lần. Thật sự. Chưa, Kim Nguyễn Thiên còn giữ lại đơn, còn có đơn đi đơn gì đó. À, 68 mà 9 vừa không ta, 9 số mấy à? Số 4. Số 4, à số 5 hả? Để cho bác sửa, bác ok, bác Ngọc Hằng. Ừ. Bác rồi 68 cho Ngọc Hằng đến từ Hoa hậu đến từ ấp Ba Đức Tăng. Rồi mọi người nghe, 55 cái loại dừa nè. Nhớ không mấy chị nghe, 55 nó loại dừa em mấy chị ơi. Mã 69. 55 cái loại dừa mấy chị ơi, mã 69 giùm em nha. Ôi ôi, bộ này còn đẹp đó nè. Ôi ôi mấy chị, mấy bà đừng ai mua bộ này để em bạn coi. Rồi 45 tới 55 cái loại đẹp mọi người nha. Chứ mã 70. À rồi ok, 69 là chị Chương Loan nè. Ôi ôi đẹp quá chị Chương Loan ơi. Rồi ai lấy comment mã 70 em. Mấy chị 70 đẹp quá, xuất sắc mọi người nha. Rồi cho lấy 70 comment 70. 70 giùm em đi chị, cho dạo em son xuống hết cái coi. Rồi mấy chị, ôi đẹp quá. 60 lộn, 55, 62 cái bằng đẹp nè. 71. Các bạn. Rồi 71 mọi người nghe. Trời ơi xanh đẹp chứ ta. Xuất sắc mấy chị ơi. Có 115 nhẹn bộ rồi mấy chị yêu ơi. Ôi ôi cái nè. 55 62 kg mọi người nha. Rồi 70 chị Lan chơi đi, 71 chị Khuyên Bùi. Ok chị Khuyên Bùi có 71 nè. Chị Khuyên Bùi nãy cho số nãy rồi, cho lại đi chị Khuyên Bùi ơi. 69 hết 69 rồi. Rồi 55 60 cái bằng đẹp người nghe, 72. 72 giùm em. Đó, chị Bùi Hành mua cho chị của chị hay gì. Rồi 72 mọi người nghe, 115.000 khỏi mai. Em nói thật sự mọi người nghe, khỏi mai khỏi cắt mất kêu tiền công. Rồi 72 giùm em. 55 60 cái bằng đẹp 72. Rồi đi gọi nghe chị ơi. Chị Phương Bùi cho lại tối em đi chị. 71 hết rồi. Có ống gọng lửng 60 kg không có. Ôi ôi mấy chị ơi, bộ này đẹp quá nè. 55 60 cái bằng đẹp 73. 73 giùm em mấy chị yêu ơi, 55 60 cái bằng đẹp 73. Ồ 115.000 đẹp gì đâu mấy chị ơi, 73.
Rồi chị khuyên bùi cho xíu xấu rồi chị. Kẹo dứa đưa mẫu chị coi đây. Bữa nay kẹo dứa dài mọi người nghe, mà bữa nay kẹo dứa mọi người nghe là nó bờ lút luôn, có nghĩa là mẫu mới của em có nói với mấy chị đó. Bể móc hết luôn. Đây mấy chị, kẹo dứa mấy chị nghe, lọt này là nó dạng bờ lút luôn mọi người nghe. Mấy chị có thêm chữ lút bên đây nè, là cái mẫu này nó sẽ mạnh hơn mẫu cũ một xíu luôn, mấy cục vàng nha. Cũng đồng giá cho mọi người 165.000 một bịch. Ở khách em là em thấy ai ngậm về cũng ok, con dễ trơn. Sáng vừa đăng lên một cái mọi người nghe, đi đơn dèo 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 với chị nghe. Ba bịch, năm bịch không. Ok chị Phiên Mùi. Sao đen hả chị Nga Nguyễn? Chị Nga Nguyễn mua xanh như cái. Rồi cục vàng nào chốt liền mấy chị ơi. Kẹo dứa nghe mọi người nghe, ngậm một ngày một cục cho em mọi người nghe. Mấy chị 7 ngày mọi người giảm 2-3 cân, không mệt, không mỏi, không ảnh hưởng gì sức khỏe hết trơn mấy chị gái nha. Rồi 65-72 cái bạn đẹp nghe, mở hàng bắn hết, tôi chửi thấy bà nội nè. Rồi bán bịch kẹo dứa. Lấy mã 73, 73 còn không? 73 cho số điện thoại chị Nguyễn Chanh ơi. Rồi mấy chị 60 đổ lên, 65, 67 là vừa nha. 74 giùm em. Ok. Chị Thiện Danh, Thiện Danh có đi đơn chưa ta? Thiện Danh muốn gì ta? Rồi ok, chị Hương Lê Nguyễn nha. Rồi mấy chị. Ủa mấy chị này đẹp quá nè. Rồi 45 tới 55 rất là đẹp mọi người nha. Rồi 75. Chị lấy 75 lên 75, 75. Ok chị Hoa Phan. Ồ sáng giờ em bán ngựa nhiều. Vừa đăng là một cái là dèo dèo luôn mấy chị ơi. Ôi ôi mấy chị, 55-60 cái bạn đẹp nha. Cảm ơn chị Phạm Kim Thi nha. 55-60 cái bạn đẹp. Bảy mấy bay 76 mấy chị ơi. Ở đây 76, mình 76 giùm em. Trời ơi mấy chị nghe đẹp nè. 55 kiểu là vừa mọi người nghe. 55-56 là vừa, 77 nè. 115.000 khỏi mai mọi người nghe, mà hàng xịn, thun xịn, đẹp. Đem về là chọt vô bạn luôn, khỏi giặt nha mấy chị nha. Đơn của chị Phan Thị Hương đi gọi cục vàng. Hồi tối chị điện em là em làm là sáng đi sớm cho chị luôn. Rồi. Đẹp quá. Đăng mặt. Rồi, anh lấy vào đăng mặt comment 77 giùm em, 77. 75 là số mấy ạ? 75 cho chị Nhẹ Nguyễn. Có quần ống rộng, có bộ nào ống rộng 65 cân không bay? Chị đẹp nè. Rồi 76 thì chị Hoàng Ngọc Mỹ. 76 đang mặc phải không? À, đang mặc là 77 chứ lộn. Mặc 77 mọi người nha. Rồi 76 hết rồi. 55 cái lại giường nha. 78 có nghe chị Loan Ngô nha. Rồi lấy 78 lên 78 nha em nè. 55 cái lại đẹp 78. 76 hết rồi. Đây nè mấy chị. Ôi ôi này đẹp hơn nữa nè. 55-60 cái bằng đẹp nghe. 79 nghe. Cảm ơn chị Hồng Sen yêu dấu nghe. 75 em hết rồi chị Linh Thư ơi. Rồi ok, đăng mặt 77 cho nhẹ luôn nè. Cho nhẹ là bằng cái này là trời ơi người mẫu quốc tế luôn. 77 cho nhẹ nè. 77 hết luôn. Rồi 55-60 cái bằng đẹp nghe. 77 đây. Rồi 79 giùm em nha. Chứ lấy 79 lên 79. 55-60 cái bằng đẹp 79. Em chào chị Lê Hồng yêu dấu. Rồi 55-60 cái bằng đẹp người nha. 79 giùm Hồng Thía. Rồi chứ mã 80 mấy chị yêu ơi. Đây nè. Ồ đẹp quá. Rồi hãy lấy 80 bên 80 mọi người nha. 80 giùm em. 78 còn không? 78 giùm chị Nguyễn Nga. À lấy comment mấy chị gái ơi. Rồi 79 còn bay. Rồi 79 dòng thí 80. Ok 80 chị Dung Bạch. 79 em hết rồi. Giờ bị lấy xong nội. Rồi mọi người nha, 65-67 là vừa mọi người nghe. 81 65-67 là vừa mấy chị yêu nghe. 81 giùm em. 115.000 mã 81. Rồi 55-60 cái bằng đẹp mọi người nghe, mấy chị đẹp quá nè. Rồi cho mã 82. Được 2 bộ rồi. Chị Hoàng còn biết được 2 bộ rồi nha. Nãy mua nãy giờ có một 2 bộ. Được 2 bộ nghe chị Mỹ yêu dấu. Được 2 bộ rồi.
Rồi 55 tháng cái bằng đẹp mọi người nha. Nhiều quay. 82. Rồi 82. 81 thì chị Hoa Phan. Chị Dung Bạch nhắc canh máy 2 ngàn nha chị ơi. Dạ 115 ngàn. 82 là xe nhỏ nha chị mà Lê Hồng ơi. Được ok em nha. 82 là xe nhỏ nha. Rồi 77 là cái gì ta? Như hả chị, gọi đếm lên xe bự cho. Rồi mọi người nghe, 55, 62 cái bằng đẹp mọi người nghe. Rồi 83. Mẹ nè. Đó là sao hút bài vậy? Rồi 77 còn không? Hết trơn rồi. Hết trơn rồi chị yêu ơi. 82, hết 82 luôn. Rồi 65, 67 lại vừa mấy chị yêu ơi. Rồi cho em mã 80 Rồi 83. Cái đó hả? Rồi, rồi bà chính hàng comment luôn rồi kìa mẹ ơi. Rồi vừa không? Có phải vừa không? Có ba. Cái này có mông bự hơn cái kia. Rồi rồi 83 cho chị Ngọc Hằng. Chợ này 84 quá chị ơi. 65, 67 giờ vừa cái gì ơi, 84. Đưa nó lại chị Ngân. Ê, chị nào mà có áo tương lam mà không, để từ sai qua bà nội. Ở số 3 đâu? Rồi 81 còn không bay? 81 còn không? Đâu rồi, đâu rồi. Rồi, ok, giờ Loan Ngô 83 còn không bay? Ở 83 hết rồi. Lấy rồi nghe Thiện Văn ơi. Lấy rồi 82, hết 82 rồi, hết 82 rồi. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp mọi người nghe. Trên mã 72 nè. Ồ đẹp mấy chị. 72 giùm em. Xuất sắc mấy chị ơi, đẹp quá. Rồi 84 còn không? 84 cho xuống lại. 83 của ai rồi đó đại lợi ơi, 83 trai à. 83 của bà chị Ngọc Hằng rồi nghe đại lợi ơi, có trả tiền luôn nè, đây nè. Có để tiền sẵn đây nè, làm có comment. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp mọi người nha. Mấy mấy đây? Má này mày nhổ lòng đó mày. Rồi ok nè, bộ đang mặc 72 chị Nguyễn Kim Thanh nè. Vậy hả chị, trời ơi, làm em chốc người khác rồi. Làm em chốc người khác rồi đó chị Lê Hồng ơi. Rồi 55, 60 cái chị bạn đẹp nha. Trái mã 73. 73 giùm em. 115 ngàn mọi người nghe, trái mã 73. Sang cực kỳ mấy chị. Đó, 55, 60 cái bạn đẹp 73. Tàu ồ mấy chị nghe có hoa nó sang nè. Đó, rồi 55, 60 kg mấy chị bạn đẹp mấy chứ em mã 14. 60 kg vừa nghe. 77 mới rồi chị Trang Lôi ơi. Đó, 84 còn phải không? 84 mấy chị Thí Sang. Rồi 115 ngàn bộ nghe mấy chị qua lấy comment 14 em nè mấy chị, 14 đẹp xuất sắc luôn, 14. Mã 14 nha mọi người nghe. Rồi ống rộng ở đâu có ống rộng, ống rộng mấy chị. Ống rộng có một bộ một. Ủa chị đẹp không? Đó, size số 3. 55, 62 cái bằng đẹp mọi người nghe mấy chị, chứ mã 56. 14 thì chị Cẩm Hồng Khoan nè, đẹp ghê luôn chị yêu ơi. Xuất sắc. Rồi chị yêu lấy chó bổ ống rộng này mọi người nha mấy chị. Ai thích bằng ống rộng lụm nha. Rồi chứ mã 56. 56 giùm em. Chị Nguyễn Tranh lấy 73 nãy giờ chị mới cho số được cục vàng. Vậy hả chị? Ồ, em không thấy. Rồi mọi người nghe, 55, 60 cái bằng đẹp mọi người nghe, chứ mã 26 nè. Ồ mấy chị, 26 này đẹp lắm nè. Ê, hôm nãy ai đổi cái bộ này nè. Đẹp lắm. Đây mấy chị, cái bông này bạn đẹp lắm nè. Ồ, nữa không? Em bạn rộng nha. Em là bạn rộng mọi người nghe, bạn số 2 thôi. Ồ mấy chị, bộ đẹp quá. Lụm mấy chị ơi, lụm. Thương quá trời luôn nè. Rồi 14, hết 14 rồi chị yêu ơi. 56 cho vợ Phạm Giàu. Đẹp không đây? Rồi 26 cho Thiên Nguyễn. Dạ vừa nghe chị Thí Sang ơi. Vừa. Ok cho Thiên Nguyễn chị Phạm Giàu ha. Rồi mấy chị ơi mã 31. Dạ cái này em đăng lai xe 3. 55, 60 kg bằng vừa nghe chị Lê Hồng ơi.
Có 65kg không? Có chị. Ui đẹp quá mấy chị. Ui ui dễ luôn không? Ok chị Nguyễn Tranh, lấy bộ trong nghìn hết trong nghìn rồi chính rồi. Rồi này nhiêu rồi thay? 31. Rồi mấy chị bỏ trong mặt 31 rồi chị. Ủa đẹp mực kỳ mọi người nha. Nè quần nè 31 rồi nha. 55 tháng 2 31. Còn xe 3 không? Ừ. Rồi 65 tháng 7 lại mấy chị bằng vừa nghe. Chứ em mã 11 11 giùm em mọi người nghe mấy chị. 11 rồi hết trơn á chị Nguyễn ơi. Tội có hàng sale mà con lính lính chị mà còn nói chị sao bỗng lấy 4-500 bộ ở đâu ra, có đâu mà lấy. Bà Chi có em cũng ôm đúng mà ngồi nghe, có em cũng ôm 1000 bộ nữa tại cái thùng này là em vậy như là bán hết trơn nhiêu mà. Rồi mã 74 người nghe được có 100 mấy bộ à. Ok 31 chị Phương Anh chặt dòng đơn chị còn 2 bộ độ nha, cái gì đâu chiều làm đơn nha ngoại. Ngăn nó á xì lây qua tao luôn rồi. 11 chị Thu Trần cho thắng hội. Rồi mấy chị ơi 65 tháng 7 lại vừa nè. Cho em mã 74. 74 người nha. Đó 115 nhận bọn người 74. Đó chị Nguyễn Tranh ơi, chị nhiêu ký mà chị lựa 2-3 sai chị Tranh. Rồi 65 tháng 7 lại vừa mấy chị gái nghe. Cho em mã 10. Mã 10 mấy chị yêu ơi, lấy 10 comment 10 giùm em. 65 tháng 7 lại vừa mã 10. Đúng rồi, cái đầu chị đó bình thường. Đồ chị đang like. Lấy em 5 bộ đủ màu. 5 bộ đủ màu là lấy cái mẫu nào? 11 chị Thu Trần đó. Lấy xe bự cái gì? Ồ, này sang rồi mọi nghe mã 9 nè. 65 xong bảy lại rồi mấy chị gái nghe chứ mã số 9 giùm em nè. Mã 9 mọi người nghe, lấy 9 rồi mình 9 giùm em. Ừ. Nghiên cứu được kia lên, nghiên cứu kia ngon mọi người bắt động lên lụa mọi người nghe. Ai đứa cây đó cái nữa ba ngang. Ừ. Mã 10 chị Thu Trần. Ok 10 chị Thu Trần. Mã 9 cho chị Khuyên Mùi. Ok chị Khuyên Mùi mã 9. Lấy gì hai chai dầu, lấy chai nào chị? Rồi 74 cho chị Quyền Hồ. Mã 10 ra chưa? Không ra hả? Lấy gì hai chai dầu vậy chị? Chị dầu này hả? Chị dầu hết điểm cực kỳ mọi người nghe. Một chai 25.000 đưa chai cho chị có thi cho cưng coi thi. Hết ké rồi má, hết ké nó lây nữa nè. Hết ké nó lây nữa nè. Mấy chị nghe đưa vô lỗ mũi là nó lây hết trơn à. Mà kệ đi. Nó lỡ mà nó có chết mình ơi em cũng buồn mọi người nghe, kệ đi nó. Có sống cũng sống, chết cũng chết mọi người nha. Em này mình nó nhiều khi mình gặp nó mỗi ngày mọi người nghe. Rồi, 6
lấy bộ này chứ mã số 2, mọi người nghe số 2. Ủa mấy chị ơi, kiểu này quá sang rồi chị Xuân Nhi ơi. Ủa quá đẹp ha, mà sao bự. 60-65 cái bằng này mã 2. Rồi ai lấy 2 cầm anh 2 mọi người nghe, ok bỏ đông mặt cho chị Lê Hồng nè. Đó. Rồi bộ mặt đó hả, rồi bà lấy thì sao nè. Rồi bà lấy thì sao. Rồi 60-65 cái bằng đẹp mọi người nha, chứ mã 2. Hai. Rồi ok, hai cho chị Lê Hồng luôn. Rồi rồi. Rồi mấy chị. Đây quần chín mắt nè, ơi nãy coi chị kêu á. Nãy chị nào kêu quần chín mắt lấy đi bộ. 65 căng không? 65 căng. Rồi chị Phạm Sang nha. Chín mắt. 115 ngàn bộ nha Kim Thiền ơi. Rồi nè quần động rồi, thấy có lấy động không hay là sao ta? Nãy là chỉ là quần chín mắt rồi có sao. Rồi. Nói ống động cũng được. Ống động cũng được hả nè, ống động rồi đi. Chứ còn lấy mấy bộ mà nó chị Phạm Sang thôi. Chị Phạm Sang còn nữa không? Hai bộ, chị lấy chính tắc hay chị lấy ống giọng, chị Phạm Sam. Ừ. Chị đầu trinh lấy 5 bộ phải không? Ok. Đâu có, cái quần ống rộng là cái này là chưa lai nghe. Cái chị lấy là cái quần không có rộng nghe chị Lê Hồng ơi. Cái nào rộng là bên em sẽ báo rộng nữa mấy chị ơi. Bộ khoảng 65 người già, chú em 5 bộ. Vậy hả chị, khoan đây chưa có hàng. Rồi 60-65 cái bằng đẹp mọi người nha. Chứ mã 51. 51 quần ống nhỏ thì chưa ơi. 60-65 cái bằng đẹp 51 dùm em. Rồi 60-65 cái bằng đẹp mọi người, mấy chị chứ mã 66 giùm em nè. 66 66 nha, ở đây 66 mình 66. Rồi đây là chị chính nắc là chị đây. Em đưa chị coi nè, có hai bộ mà chị nghe, một bộ rộng một bộ ống ấy nè. Số 2 hết rồi. Lên coi tôn mệnh hồi em lấy 5 bộ phải không? Ok Thục Trinh. Rồi 37 mọi người nha. Đây là chị, đây quần chính nắc nè nghe chị Phạm Sâm nè. 60-65 cái bằng đẹp nha mấy chị, là ống cần cái này nè. Ai hết trơn, chị Xuân Nhi ơi, nên comment ống lẹ dữ trơn, bổ đẹp gì đâu. Chị Thanh Tý ơi, không phải là chị ganh tị với em, biết không? Tại Sài Gòn người ta không đeo vàng thôi. Ở dưới quê là bắt buộc phải đeo vàng nghe chị Thí ơi. Nói vậy đó chị, em đeo vàng cũng là nỗi khổ của chị nghe, thiệt. Có số 3 không? Số 3 hết trơn luôn chị ơi, bây giờ còn số 4 không nè. Giờ em lên cái số 4 nữa, qua cái lụa chính mắt em xe cho mọi người nha. Rồi, 60-65 cái bằng đẹp 37 nè. 37 nè, còn mở chính mắt nè. Nào đó ống bình thường nè. Rồi chính mắt còn bộ ống rộng nè nghe chị cô Phạm Sâm, lấy cái nào lấy cho cô nghe. 60 đổ lên 65 không phải là vừa nè. Rồi cho em mã 47 nha. Đó 47 là quần ống rộng nè người yêu ơi. 115 ngàn một bộ nha. Rồi chị được 5-6 bộ gì đó chị Cẩm Hồng ơi. Em bảo đảm chị bạn đẹp hơn mai luôn. Không mai không đẹp trả cho em. Chị Thu Trần đã lấy quần ống nhỏ nha. Rồi mã 37 cho Ngọc Hằng đó nè. Trời ơi đâu rồi 37 đâu. 37 là con nào ta? Đó kìa. 37 cho chính Hằng. Chị Học Trinh hả? Rồi ok, để nữa vậy em sẽ giảm giá cho chị. Rồi mã 47 giùm em nè. Ca lâu nhà 75 ngàn cho chị ca lâu nhà con nha. 47. Chị Thanh Thủy chốt được bỏ hay bỏ gì đó. Rồi bộ chinh dây nè, ok chinh dây chị Dung Bạch, chinh dây nè, chinh dây mã 51 chị Dung Bạch nè. Rồi mọi người nghe mấy chị đẹp à, 60 đổ lên 65 nó phải là vừa mọi người nghe. Chứ mã 52 giùm em. 47 giùm Phạm Thị Phan Thị Hôn. Ok. Rồi 60-65 cái bằng đẹp mọi người nha. Hai chị đến coi coi. Rồi hãy comment mã 52 giùm em. 52 mấy chị ơi, 52. Ống nhỏ không à. Chị Hoa Phan sánh giờ chị chốt ống nhỏ không à, không có chốt cái bộ nào ống bự hết trơn nha. Tại vì em chốt đợi chị nhớ. Chị Phạm Sâm có lấy bộ nào không vậy? Chị Phạm Sâm á. Ok. 27 là bộ nãy chị Phan. 27 cho chị Xuân Nhi. Rồi Hương giảm cân dưới bao nhiêu? 165 ngàn chị. 27 là bộ nào ta? 27 là bộ nào ạ? 47 chứ 27. 37 chứ 47 chứ không có 27. Mà 37 là bốn rồi. Đâu cho 27 đâu chị. Bao nhiêu tiền bộ vậy? 115 ngàn bộ chị Nhàn Nguyễn thôi. 27 là bộ nào chị em con ca thấy? Không chị. Rồi chạy dưới 165 ngàn bịch nha. Rồi giờ này chạy bao lâu nữa?
bài 60 65 chứ mà mẹ nói chị em mã 60 em nè. 60, có 2 hết trơn mà chị Lê Lan ơi, không còn bộ nào hết trơn, chị mã 60. Rồi mã 66 thì chị đâu có 27 đâu ta. Mã 66. Rồi, mã 52 là bộ nào ạ? 52 chị Nguyễn Trâm. Gói đồ chị Bùi Thị Nhớ rồi. Rồi mấy chị. Ủa đẹp nè. 60, 65 cái bằng đẹp người nha. Cái em mã 23. Ok, chị Minh Chí Lê mã 60 cho cái họ đi cục vàng. Đây 60. Đây 60 nè chị. Đó, 60 nè cho chị Minh Chí Lê. Rồi mấy chị 60, 65 cái bằng đẹp nghe 01 giùm em. Ô mấy chị, Trinh Giai đang lễ bên đây nè. Bộ Trinh Giai đánh mới liền đây đâu rồi? Chị đi xíu bên đây, 51 nè, xíu 51 nè. Ờ, bộ đó đó, bộ Trinh Giai đó. Rồi. 23 cho chị Úc Chi, ok chị yêu nè. 23 chị Úc Chi. Đây 23. 23 chị Úc Chi, bẹo dứa, ngậm tiếp 7 đi, tại mà ngậm ngày nào cũng ngậm chân chị. Ngày nào cũng ngậm hết trơn chị ơi. Rồi 60 không cho số họ đi kêu. Rồi 01 mọi người nha. 60 65 cái bằng đẹp 01 giùm em 115.000. Ok con Hạnh Tâm, nhưng 01 nó chưa có mã. Rồi 60 65 cái bằng đẹp mọi người nghe chứ mã 30. Bộ tám xanh. Chị ơi, đây không có mã đó chứ. Tám xanh là 37. Vậy hả? Làm có rồi. Chị Quỳnh Mừ cho số thoại lên, chị Quỳnh Mừ. Lấy cây lâu nhà mười viên thuốc đặc sóc trăng không hỏi đâu bà, cho địa chỉ điện thoại ngoài rồi lên có con bệnh liền rồi người già ấn động mới mẫu đơn giản thôi à. Chị Minh Chí Lê chịu lên lén hỏi cho số hội. Minh Chí Lê chịu lên lén cho số hội nghe, có bà kia mua hai cáo chị em quên đi số hội nghe mấy chị nghe. Hai tháng nay không lỡ là lấy luôn cái nhà của ông Thi mấy chị nghe mà bỏ quên luôn rồi. Chị nào ở nhà Thi mua hai cáo nam vui lòng xuống shop Kim Hương quán được quá mình đâm nhẹ lấy hai cáo về cho chồng bạn nha quý vị. Còn ba chi mình uống buổi sáng một chiên hả? Đúng rồi chị, đúng rồi giải này hả chị A Peter Hoa. Rồi chị yêu nào coi livestream của shop Kim Hương kế nhà bác Trúc Thi điện mua hai cáo nam cái đây hai tháng vui lòng xuống shop lấy hai cáo về cho chồng mình bạn tết nha chị yêu ơi. Chưa. Nghe em không? Chưa. Chị yêu bà không có cho tên tuổi gì hết trơn. Chị Minh Chí Lê vậy Quỳnh mà. Ok chị Quỳnh mời. Đó mọi người vui lòng cho số điện thoại tên tuổi để anh em biết điện cho mấy chị. Hai tháng rồi mọi người nghe rồi chồng bả chắc áo cũng dắt luôn rồi. Rồi tao mấy mong tao mấy rồi mấy mẹ rồi mấy. Ủa mấy chị ơi bộ đẹp lắm nè. Bộ này bạn sang cực kỳ mọi người, mấy chị nghe bạn được 2 triệu thôi mọi người nghe mấy chị. Một là mấy chị bạn hở gì nha. Đây để bạn vô cho người coi cái mẫu này mã 33. Ok mã 30 chị Xuân Nhi. Ồ chị Xuân Nhi 30 đẹp quá. 30 chị Xuân Nhi. Rồi 33 má ơi vú má có tem cũng vừa rồi. Tự dữ lắm rồi. Nằm là có đập lên cái mặt không. Rồi hai lát lên 33 mọi người nói vậy 33 đẹp nè mấy chị nghe đây nè. Mình bạn diện kiểu mọi người nói vậy kéo lên kiểu này. Đây mọi người nghe mấy chị nữa hai kiểu vậy nha. Tại vì em ốm mọi người nghe nên bạn không đẹp không nha. Chứ chị nào mà mập mập là bạn đẹp lắm nè. Rồi. Dạ chồng em bắt đeo mấy chị ơi. Mấy chị ơi bởi vì có chồng là một gánh nặng nha mọi người nha. Nó bắt đeo rồi dám đeo chị ơi. Đeo mới giận mấy chị. Mọi người thấy không em lên like em nhấu nhớ không đeo. Cũng đem ra đeo cho em mấy chị. Đè đeo với mấy chị. Bắt đè đeo à. Rồi 60 đổ lên 65 không phải là vừa người nha. Cháu em mã 36. À chị Nguyên Lê là cái nhà mà bà... Ê chị là chị Nguyên Lê. Chị Nguyên Lê là cái nhà có mà gì đó. Rồi hết tiếng luôn bà này cái nhà kia không biết rồi. Chị Nguyên Lê cái nhà của Dự Dương đó. Bà Dự Dương với bà gì? Yến Phạm. Ờ rồi ok. Cái nhà Yến Phạm đây rồi tới giờ mình kia. Ok xong hỏi đi chị ơi. Rồi em lấy nào em biết được em gọi em lấy em xả. Nếu phải 36 người nha. Rồi lấy chốt người nghe chưa chị ok. Rồi mọi người nghe bây giờ em qua mấy chị qua lụa nghe mấy chị. Rồi mấy chị còn mã 66 mọi người. Trời bộ mặt đẹp quá. Bộ mặt ế là tại Hằng với Thi. Chứ không có nói gì nữa hết trơn. Tao không có người nào của bà Hằng nha bộ nữa. Đây nè. Phải nói dẫn gì đó. Ủa chết
chị nghe, bây giờ em nói với chị nè. Dạ 115 mẫu mẫu. Chắc bà sao giờ này mà hưởng với ra. Ok chị. Rồi ai lấy chốt một người nha. Cái này bán 2 mẫu đó. Đâu có 2 mẫu đâu, comment được 2 mẫu đâu mày. Comment được 2 mẫu đặt ra. Gì? 2 mẫu chứ hết hả? Không có, comment được có 1 mẫu mà. Ờ đúng rồi, comment có 1 mẫu rồi đâu. Rồi 3 ba đâu. Rồi 33 chị Xuân Nhi luôn. Ba ba chị Xuân Nhi nè. Rồi 36 chị Lê Phúc Tàu. Ồ cảm ơn mọi người, còn có bộ mất bay cho tao còn bộ để bạn chết coi. Ừ còn 2 bộ sai năm hết trơn rồi. Trời ơi cái chuyện à, bà con dòng họ ơi, bên nội bên ngoại đây các bà nội. Giá trời giá phật cho mọi người, ngày mai đừng ai ói nghĩa gì lại giùm em mấy chị nghe. Mua thì lấy luôn giùm em nha mấy chị. Đó. Rồi mấy chị còn 2 bộ mọi người chết giùm em mấy chị coi cho nó hết mẹ rồi mấy chị. Ôi nhiều khi mình cầm nó không đẹp mấy chị nha, mình bận lên nó sang sang rơi mấy chị. Thôi mày chọn được có bộ hả? Quá sang rồi. Ok vô đây phút tôi mà ba sáu vô đây phút coi về bộ đó con bận bận bộ mới lấy giấy cho nó hết. Ồ bộ đẹp nè, cái bộ này cũng đẹp nè, cứ dính thằng lấy mấy bộ đẹp nè. Vậy cái bộ răng dơ vậy lấy bộ đẹp rồi nè, bộ gắn đẹp đó. Ồ bộ gắn đẹp rồi nè. Mẹ chị bận không vừa đâu, mẹ nó bận có hai à. Là chị mã 36 là chị. Rồi 36 là đẹp cực kỳ luôn chị nghe, 36 quá sang luôn. Quá đẹp không? Không, có hai có một bộ à. Cái thằng trời mấy được có một bộ à. Có một bộ à, có mấy được có một bộ. 115 ngàn bộ nghe chị Đồng thì mấy men thôi chứ chốt mà. Rồi ở đây nó 36 vậy nè, để bỏ 36 vậy lên phút này. 115 ngàn bỏ ra dương rồi. Không ai mà mẹ nghe mặc đó được không chứ không được. Được. Trời ơi nè, còn 2 bộ này lấy cho mẹ mặc đi chăng lên ô đẹp dữ lắm trời ơi nè. Vui lòng mấy chị nghe ủng hộ em hai mua đồ mà nghe là hả? Có bà ngủ bà chọt không có biết. Rồi còn 2 bộ nữa mấy chị. Bây giờ mới làm bà chọt 2 bộ lửng á. Còn ngay bộ nè. Cái con ngay nó chọn cho bà tránh cái giờ mà nó chọn không được, nó cho bà 4 rồi. Bộ ừ. Lại là đang mặc, lấy đang mặc. Ok, chị Nguyễn Trang cái bộ đang mặc nè. Ok, Trang lên lấy 2 bộ luôn nè. Ok, Trang rồi. Trang luôn rồi, qua bộ khác rồi nha. Cái bộ đồ bằng nha, có chữ chết đó nha. Rồi, mọi người nghe bây giờ nè. Em qua bán tặng mọi người cái này gì mấy chị? Đuổi, khói lụa manh gồ. Mấy chị nghe đẹp lắm. Đây mấy chị nghe đuổi hết lụa manh gồ. Xuân Nhi cười. Đầu già hả chị? Đầu già chưa có nàng chị ơi. Đầu già về bữa mới có nàng. Rồi mọi người nghe chị. Đuổi hết lụa manh gồ mọi người nghe chị dễ thương không? Trời ơi cân xỉu mọi người nghe 95 ngàn bộ. Hết trơn mọi người nghe 36, 37, 38 gì lên xe hết trơn rồi mọi người nghe mấy chị. Mọi người thương em nhớ rồi mơ lấy luôn. Đừng có trả lại nha mấy chị nha. Nhớ đừng trả lại mọi người nha. Đó. Rồi mấy chị ơi, bỏ đăng mặt xem mọi bao nhiêu. 95 ngàn. Quần là giải manh gồ, đuổi lụa. Đẹp quá luôn, thương. Kem xài đẹp nha. Ok lắm, cảm ơn chị Loan Nguyễn. Rồi ok, bỏ đăng mặt nè. Cho chị Tiến Kiệt nè. Đẹp không chị Tiến Kiệt, có lấy cái này không? 95 ngàn thôi Tiến Kiệt ơi. Rồi, đó, lấy anh chị Tiến Kiệt bộ nè, 95 ngàn bộ nha chị ơi. Đẹp nè, cái quần lụa manh gồ nghe mọi người nghe, cái này là thằng thằng đuổi quần chính tắc giùm em nha. Quần chính tắc mọi người nghe, 95 ngàn bộ giùm em. Đây đuổi này xe nhỏ này, chị Út Giang miền Tây ơi. Rồi 45-55 cái bạn đẹp mọi người nghe, trên mã 2 mã số 2 giùm em, 95 ngàn. Không nghe chị Hoa Phan không có, chị cầm bên sau. Rồi giờ nói 2 cầm bên 2 mọi người nghe. Ủa mấy chị đẹp quá nè. Rồi 2 chị Thanh Thủy hả chị, để em dán em hỏi bên nhỏ kia còn em lấy về 500 nữa mấy chị ơi. Đẹp quá nè, mọi thấy không? Đó, đuổi khối lụa mọi người nghe, 95 ngàn. Rồi lấy bộ này cái bán 2. 2 giùm em mọi người nghe 2. Đẹp quá. Rồi 45-55 cái bằng đẹp mọi người nghe, mã số 3 giùm em nè. Rồi chị lấy 3 cầm bánh 3 mọi người nghe. Ồ đẹp quá. Rồi lấy 3 chút 3. Bộ đang mặc 60 ký hả? Không, 60 ký bằng số 3 nè chị ơi. Số 3 để em lên số 3 cho chị. Rồi bộ đang mặc cho chị Phương Quỳnh, bộ đang mặc nè. Đó. Rồi mã đi nhẹ ơi, nhẹ comment mã nhẹ ơi, 1, 2, 3 nha nhẹ ơi. Đẹp lắm mọi người nghe, 95 ngàn, đẹp quá trời luôn nè. Size 3 nè chị, 55-60 ký
xíu bằng đẹp mã số 4 giùm em. Chị Hoàng Ngọc Mỹ yêu dấu của em chốt mã size 3 mới vừa cái cục vàng nghe 95 ngàn bộ rồi cục vàng thôi. Ôi. Mấy chị ơi, cái giải nó đã gì đâu luôn trời. Cái này ăn gian được cái quần luôn mấy chị nghe rồi. Ok, đợi 50 giây. Cô Tôn Mệnh một hồi em bán cho mọi người giá hết hồn luôn. Em bán mà em bất bảo đảm mọi người không muốn tìm đâu được giá đó luôn. Ok chưa? Đợi 50 giây. 55 tháng cái bằng đẹp. Rồi mã số 4. Mã 4 cái cục vàng ơi, mã 4. Ok, vậy là hút được 3 bộ. Ôi ôi, cái màu xanh đẹp nè. Rồi, 45 tới 55 cái bằng đẹp mã 5 giùm em. Comment mã đi, chị Võ Hiền ơi, mã 5 này mới chạy dù ôi, dễ thương ơi. Hello chị Trung Nguyễn. Trời ơi, mà có cái ảnh quậy tài. Rồi, 2 đến 5, bên 5 mấy chị nghe nè. Lụa đẹp đó mấy chị ơi, có số 5 không, để em coi coi chị. Rồi, chị 58kg nha em, chị Phương Quỳnh 58kg nha, 58kg người xe 3 đi chị. Rồi, giờ lấy bộ đang mặc nãy cho chị Võ Hiền đi. Chị Võ Hiền á, lấy bộ đang mặc nãy cho chị Võ Hiền đi. Số thì mở chạy vào muốn tăng gian nha chị Nguyễn Tranh ơi. 65kg có mà chị ơi. Ờ, chị, không phải mà chị tính thiệt. Chị Phương Quỳnh. Mã mấy rồi bạn? Chị đồng mã 5. Ok, mã 5 nè cho chị Thanh Nguyễn mã 5. Mã 5 cho chị Lê Nguyễn Quỳnh mã 5. Ok. 5 cho Lê Nguyễn Quỳnh nè. Người ta lấy rồi hả? Ừ. 42 cái được nha. Rồi 5 em hết mọi người nghe 6 giùm em nói chị ơi. 6 nè. Ủa mấy chị ơi. 95 ngàn cái quần là bằng lụa mango, áo là bằng đũa lụa nha, đũa lụa mấy chị nha. Rồi, em hết 5 rồi, 5 chị Lê Nguyễn Quỳnh rồi. Rồi 6 mấy chị ơi, 6 mình thanh lá nha. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi, có 95 ngàn thôi nha, siêu đẹp. Đó, lụa, đuổi lụa, khói mình gồ. Rồi đây mấy chị 6 nè, dễ thương không? Cưng mọi người nghe số ký nha. Xe ai là 55 số lại mọi người nghe, lấy 6 comment 6 giùm em. 6 95 ngàn bỏ mấy chị ơi nè. Ê, chị nào nè. Ê, 55, 60kg bằng đẹp mã 7 nha. Xe 3 55, 60kg bằng đẹp. Ok, 6 chị Nga Nguyễn 6 nè. Rồi 55, 60kg bằng đẹp 7 giùm em. Chưa lấy 7 comment 7, 115 nè. Cái lọ mua mặt 95 nè. 7, chờ lấy 7 comment 7. Rồi, ok, chị Yêu Ngọc Châu 7, chị Ngọc Châu 1. Còn vú su không? Còn nghe Quỳnh Như ơi, lấy mấy chục cái vú su. Rồi, 55, 60kg mấy chị bằng đẹp đó. Chị em mã 8, đầu ô chị Châu ôi, cái quần đẹp nè. Mấy chị ơi, cái này là ngọ được cái quần nha. Đem về mấy chị bằng cái quần này với áo thun cũng được. Rồi. Tới mấy rồi, mã em lấy mã 6 mà xe 3, không có mã 6 xe 3 đã nào em. Mã 6 đâu có xe 3. Ok, chị Dòng Quỳnh Như. Rồi, mã 5. Có số 1 không? Không có chị này, nó có số 2, 3, 4 là chị. Rồi, cái này nhiêu bây? 8. 8 rồi, nghe 8 giùm em, bán 8 đến 8. Ok, chị Tú nè, cây lâu nhà. Không phải, tại mày xếp cái quần không có ngay kìa, bà có ơi, bạn chồng đi coi. Rồi, ok, mã 7 cho đại lợ. Rồi, mã 7 vừa không vừa. Rồi, có 65kg không có. Ủa mấy chị. Nè, 55, 60kg bằng đẹp mọi người nha. Tấm mấy vậy? Rồi, 9. Ôi, ôi, cái bằng này đẹp này mấy chị. Rồi, 55, 60kg bằng đẹp mà 9 mọi người nghe 9 giùm em. Ok, quần sọ cao ti nam 75kg, 75kg là bằng 34. Rồi ai lấy con lên 9 mọi người nghe 9 giùm em. 9. Rồi 55, 60kg bằng đẹp mọi người nghe mã 10 giùm em. Mã 10 mấy chị gái nghe 95 ngàn bộ mấy chị ơi. Đẹp quá. Ồ, còn đẹp với ta. Rồi 10, vô lấy 10 comment 10. 55, 60kg bằng đẹp mã 10. 9 cho chị Nga Nguyễn 9 nè. Rồi 55, 60kg bằng đẹp mọi người nghe 11. 11 giùm em mấy chị yêu ơi, lấy 11 bên 11 em nè. Ồ, 11 cái chị gái nha. Rồi, 11. Mã 10 cho Thi Nguyễn, bộ mã 10. Bộ đồ mặc số nhỏ. Bộ đồ mặc số nhỏ nha.
Mùi thấy cũng sợ má mùi nè. Chín. Em hết chín. 11, ok, 11 nè, cái 11 cho con ăn. 11 cho chị Nguyệt Lê. Bộ đang mặc cho Trang nè. Ờ hỏi hả? Vừa luôn nha Trang nè, lấy luôn. Lấy luôn. Rồi Thục Trinh, ok Thục Trinh lấy đâu, bộ đang mặc 5 mẫu 2. Ok Thục Trinh. Cái bộ đang mặc cho Trang nè. Mãi 11 cho chị Nguyệt Lê, 11 cho chị. Rồi lấy cho chị Thục Trinh 5 mẫu 5 màu. Ủa mấy chị bộ đẹp nè, 55-60 cái bạc đẹp nha. Rồi cái mã 12, 55-60 cái bạc đẹp 12. Mọi người nghe có 95.000 mấy chị ơi, đẹp lắm. Ủa mấy chị bạn ở nhà nghe mọi người ơi, trời ơi, cầm bộ đồ bạn về có 90.000 dễ thương ơi, có mẹ ha. Mà cái thằng này đuổi rồi mấy chị. Mã 10 cho chị Võ Hiện, bộ mã 10 nè. Rồi bộ mặt cho Trang Hà, có chị Cục Vàng ơi, chị tưởng con hỏi chị lấy luôn. Chơi luôn. Đó bây giờ con hỏi không hỏi gì chị cũng lấy cho cứng nha. Ai kêu mày hỏi cũng lấy luôn đó. Không ba con có số 4 không? Em coi có số 4 không mấy chị? Có số 4 không? Cho nó lại cây số 4 coi. Ủa? Ở đây nè, số 4 có cái số 4 nè. Nhận đồ rồi, vừa quá. Cảm ơn chị yêu nè. Chị Nguyên Lê. Nghĩ vậy? Chị Nguyên Lê ở Châu Thành Tiền Giang hả? Có chết mẹ bấm độ mà kiểm tra đơn chị Nguyên Lê. Kiểm tra đơn chị Nguyên Lê, ok chị Nguyên Lê. Rồi mấy chị ơi, đây 60 đổ lên, 65-67 là vừa. Mấy em ơi? Rồi, chị yêu lấy comment mấy chị gái nghe, 13 giùm em nè. 13 nha. Rồi, ok chị Phan Thị Hương nè. Rồi mấy chị 65-67 lại mấy chị bằng vừa mấy chị nha. Rồi nhiêu đây? 13. Chị nào lấy 13 cái này có số 5 mấy chị ơi, nó có 2-3-4. Rồi không, mở chính không có nghe chị Nhàn Thanh comment khác em nè. Chị Lắm Phạm cái ba bộ ba màu á chị nè, chị bà chọn màu nào bà chọn em luôn đi chị Lắm Phạm. Rồi shop em ở có bản hiệu không? Em hả bị dưới quán cơm bánh mì cơ chị ơi. Cảm ơn cho Phạm Mỹ yêu dấu nha. Ừ chị Cẩm Giang ơi, tôi cũng xấu mình quá trời luôn. Em không có bản hiệu nha, không có số 5 gì thôi yêu dấu ơi, có số 2-3-4 chị, số 4 nè. Rồi 65-67 là vừa nha. Nhiêu rồi? 14-14. Ok chị Trần Quỳnh Như nè. Chị Lắm Phạm lấy lên ngẫu nhiên nha. Đồ này là ba bộ mà hết sảy luôn. Đây nè, ba bộ chị Lắm Phạm hết sảy bộ 7 luôn. Ok Trần Quỳnh Như cũng ra chưa? 14 thì chị Nguyên Lê. Trần Quỳnh Như ra phải không? Rồi đánh nhiêu đây? 15. Ồ mấy chị nè, 60 đổ lên, 65-67 là vừa nghe. 15 95.000 bộ người nha. Đây mấy chị, quần là manh lồ, áo là nó mới đuổi mọi người nghe mấy chị. Đây cái thằng này là mình đuổi mọi người nghe, đuổi lụa đẹp lắm. Rồi 15 mô hoặc 16 giùm em nè. 65-67 là vừa. 16 này sao không có số 5 nha. Ôi ôi mấy chị. Rồi 16 giùm em. Anh lấy 16 chứ 16. Rồi mấy chị 60 đổ lên, 65-67 là vừa. 15 cho chị Nguyễn nha. Rồi 17 nha chị, 17 giùm em ha. Đẹp quá. 95.000 bộ dễ bạn đó mọi người ha. 17. Rồi. Vậy nào chị Lý Liên đơn nào hả? Đơn cuối cùng hả vậy? Đơn cuối cùng hả vậy? Đang biết em nói nó phát lại. Ồ ủa nè. Ôi ôi bộ này nãy mặn rồi mọi người nghe, mà sao bự nè. 65-67 lại vô nè. Nhiêu? 18 màu xanh lá đẹp quá. 18. Rồi để chiều em chụp cái mã nhận đơn qua cho chị. Rồi 65-67 là vừa nghe, mã 20. Ôi ôi 20 màu miêu đẹp quá. À lộn, 19 mới cha, 19. 18 là chị Lắm Phạm. Lấy em thêm bộ nữa. Ờ bộ nữa là màu nào cũng được cái gì? Ê bộ nữa màu nào cũng được phải không? Để chị lựa cho cái màu này đẹp. Hay là cũng tự lựa. Thấy màu nào cũng đẹp trơn nè. 18 hết rồi thì 19. Rồi 55-60 cái là
50, 55 cái bằng đẹp mọi người, 21. 21 giùm em. Rồi mọi người nghe. Ủa đẹp nè. Ôi ôi. 45 tới 55 cái bằng đẹp nè. 45, 55 cái bằng đẹp 22 nè, bộ đẹp quá. Rồi lấy 22 cái bên đây mọi người, bây giờ con quần nè. Đẹp ghê luôn, đẹp chưa? 22. Rồi 45, 55 cái bằng đẹp mọi người nghe, 23. 195 hẹn bộ nghe chị Vy tí thôi. Rồi 23 giùm em. Kêu lấy 23 cái bên 23. Hãy làm gì trên quần. Ủa bộ đẹp nè. Rồi 55 là giường nha mấy chị ơi. Ồ mấy chị. Ủa đẹp quá ha. Cái bộ này chốt cho chị qua trước trên căn nhà đi. Bộ này đẹp à. Ok, thúc đặt đi luôn. Ok, giữ ngay nấu của em. Rồi mấy nè quay. Rồi 55 nấu lại mấy chị bằng đẹp nha. Chứ mấy 24 nè. Ồ, cái quần đẹp quá. 24 giùm em. 22 là cho hẳn 22 nha mấy ơi. Rồi 23 cho chị Nga Nguyễn. Dưới đây chị. Rồi em hỏi chị già muốn tăng gian thì kiều quên ship lần mất có 25 nguyện đơn. Chị nào trong tỉnh An Giang có 15 tới 20. Rồi tôi đọc như vậy. Rồi 25 mọi người, 25 giùm em. 25 giùm em nè, 23 hết rồi. 23 là bọn nào ơi? Màu trắng ha. Đây con, hên quá. 23 cho chị Lê Nguyễn Bình. Chị Lê Nguyễn Bình có 23 nha. Nói này 25. 25 phải không? Rồi 45 tới 55 cái bằng này mọi người, em nói 25 giùm em. 25. Rồi mấy chị yêu ơi, 26 giùm em nè. 55 là vừa 26. 26 bà Nguyễn Minh Thư Lương Hiệp á, nãy giờ bác cầm hay đóng việc hết trơn nè chị. Có mã khác giùm em đi chị, 26 nè. Rồi 27 màu trắng giống rồi đó nè chị, mà nó khác chữ được không? Ôi ôi cái này đẹp nè chị. Rồi 26 chữ Úc Giang miền Tây nè. Ôi bộ đẹp nè. Ủa mấy chị, cái này là bản đồ Việt Nam mình, cái gì nè mấy chị, phải không? Ờ đúng rồi mấy chị, nghe cái này là Hà Nội mấy chị nè. Đó em đỡ quần lại. Ủa sao nó mai vậy ngồi coi ta. Ủa vậy là mọi người ta muốn dòm cái thấp cái quần này mọi người nghe, ta phải chống đầu lại. Cậu dưới Dũng Cai mới về, em mua cho chị biển bờ. Chị Lê Thơm ơi, chị nhiêu ký cục vàng? Cái này em anh Lai là xe nhỏ thì Thơm xin giấu thôi. Chị Lê Thơm xin giấu nè. 25 là chị Lê Nguyễn Quỳnh. Chị Lê Thơm ơi, chị mua size nhiêu? Ok, cái này ta đọc nhiêu vậy? 27. 27 phải không? Đúng rồi. Rồi 27 mấy chị yêu nghe, 95 ngàn bộ. 27. Đây chị, kẹo dứa bữa nay em mua về mọi người nghe, thường thường mọi người thấy là để chữ đây là kẹo dứa không không? Bữa nay đây thấy là Vlut mọi người nha. Còn lên chị. Rồi Vlut mọi người nghe, 165 ngàn. Mấy chị ơi nó mạnh hơn cái kẹo kia gấp 2 lần. Mẫu cũ rồi nó bỏ luôn mọi người nghe, bây giờ lên mẫu mới Vlut nha. Giá 90 tắc. Giá 9 tắc chị ơi. À ok, vậy là chị Lê Thơm lấy cho nhỏ em. Ok, chị Lê Thơm lấy 25. Ôi ôi mấy chị. Ở ngoài cái này là màu cam mọi người nghe, màu cam cam đỏ mấy chị nghe, nó phối nè. Rồi 40 đổ lên, 55 là đẹp mọi người nghe, mấy 28. 28 nghe quần 9 tắc nha chị Ngọc Linh ơi. 95 ngàn bộ. Kẹo dứa đắng không? Đâu có đắng chị. Kẹo mà đâu có đắng đâu chị. Kẹo này nó có mùi vị thì thật sự chưa ngậm chưa biết. Ngậm ngậm đi, ngậm đặng đặng mày biết nè. Tại vì chồng em nó nói em vậy được rồi, không sao mớm nữa mọi người nghe, em cũng tính ngậm đó. 165 ngàn bệnh. Rồi để con ơi, đến đây con test rồi mới vậy. Đây đây chồng coi cho bà coi cục kẹo chồng luôn. Đưa đưa chồng kẹo màu gì? Nó nhiều màu lắm á. Mô hoặc. Để coi mập bà nội văn cái chừng văn rồi đưa coi chồng coi. Màu trắng nè, màu hồng rồi màu vàng nữa. Chị hiểu không? Thơm rồi luôn. Thơm mấy chị ơi, cái này nè, mấy chị nội duyên cái trong nó gì nè. Nó thơm như là mùi sữa vậy. Mùi kẹo sữa như mấy chị ơi, thơm nhiều kẹo sữa nha. Rồi. Rồi ok. 28 là chị Lê Nguyễn Quỳnh. Công sữa hả? Ồ. Bà phải thử anh hãy cho ngậm không? Ngậm hết bịch này là từ 5 kg được không? Ờ không cho rồi chị ơi, không cho. Rồi. Không có nhẵn nghe, kẹt kẹt lớn này nó ngậm ngon lắm kìa. Mình có 7 viên rồi, nó chạy nè, nó ngậm vậy đó. Vậy thì tối lại cho mẹ. Ờ quên chưa tính tiền, mấy nãy giờ mấy bộ đi, nhớ không mấy bộ đi. Bà nãy giờ mấy bộ rồi. Hai mới đầu là
vô quanh Hào lấy gói nè, 165 ngàn. Ơi chị Nguyễn Hương có nói, chị nói chị giảm được nhiều hơn mấy ký không? Ờ chứ ăn hai bịch hình như chị giảm được không? 7 ký. Bà thấy giảm được 7 ký. Ờ vậy là bà giảm được 3 ký rưỡi bịch. Hay là cờ điện có giảm? Ừ, nói chị, mà hình như là trong đây nó có 7 vị á. Một bịch có 7 cục, 7 vị nghe mọi người nha. Màu vàng, màu trắng, màu xanh, màu đỏ. Rồi à, chị Thiếu Quỳnh đòi này cho mặt xe máy. Chị Thiếu Quỳnh hả? Gói 7 cục. Chị Thiếu Quỳnh ơi, bộ này là chị Thiếu Quỳnh mặt xe 2 à? Chị Thiếu Quỳnh ơi, bộ này chị Thiếu Quỳnh mặt xe 2 thôi nha. Rồi 5556 là vừa. Rồi 28 người nha. À, lấy 28 với 28 giùm em. Cô có 28 chị lên Nguyễn Quỳnh lấy rồi bà nội ơi. Phải không? Chị lên chốt 29 nè. Ừ. Rồi lấy chốt rồi nghe, tôi mặc size 32. Ờ rồi ok. Ừ. Ở này có rồi nè, ngăn lên cái này rồi nãy mãi em. Rồi lên các bạn nha. Rồi xe me. Ok, mình kiểu khó thì chị tính kẹt trẻ bán mấy chị vui vui cho mọi người nghe, có 165 ngàn. Lính đây nói gần nhà nó có bé kia bán vui nghe mà 230 ngàn. Có người bán 190, nói chung là tôi bán đủ giá mọi người nghe. Còn em là bán cho khách em dùng, nghĩa là mọi người đã ủng hộ em quần áo nè, mỹ phẩm mọi người nghe, mấy chị ủng hộ em quá trời nhiều món mọi người nghe. Nên em, mấy chị, nên em chỉ cần bán mọi người cái gói này rồi có vài ngàn thôi, mọi người hiểu không? Không phải, không phải là người ta bán mắc mọi người nghe, mà tại người ta bán đúng giá công ty đưa ra. Một ngày ta bán có bịch rồi, còn em bán tùm lum tùm lum hết trơn mọi người nghe. Nên em không phải bán có một bịch này mọi người nghe, có hiểu không? Đó, 165 ngàn, lý do em bán nhiều thứ dòng lại. Rồi à, chị Lệ Chi. Ok, chị Lệ Chi, cái mã mình mới liên qua đó. Chị Giang lên một bịch này ạ. Ừ. Ok, chị Nguyễn Linh Thư. Ừ. Rồi mấy chị yêu nha, 165 ngàn bịch có 7 cục thôi. Bán khách bà đẹp, mua đồ bà lờ, đúng rồi, thật sự mọi người nghe thiệt. Em bảo đảm mọi người nghe, mấy chị nhiều khi nghĩ mấy chị nghe nè, đâu rồi cái gì ta, ờ như cây lon nhà nè. Người ta bán 115 ngàn cây, em hôm bán có 75 ngàn. Mọi người thấy ghê không? Rồi, cơm cháy khô gà hộp này người ta bán 150, em bán 80 ngàn. Mọi người thấy không? Người ta bán tới 150 ngàn, em bán 80 ngàn cho mấy chị hộp cơm cháy bự bành kỳ. Rồi mọi người nghe đâu rồi à, cái gì đâu bay à, cái gì cái này của hãng nào hả chị? Của Việt Nam hả chị ơi? Cái này là công ty Việt Nam mình làm, công ty của Việt Nam mình làm hả chị gái nghe. Đây công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ BIC đó nghe chị, có giấy chứng nhận đàng hoàng nghe nghe ha. Đây chị có tem chống hàng giả nghe, có chết mở vặt luôn chị. Giờ chị test nha, hình như là giá công ty nó bán 200 mấy, thì hình như 200 mấy chị ơi. Em coi cái giá công ty nằm trong đây giá nhiêu ta. Thường thường có để cái giá đâu nè. Ừ. Đúng rồi. Đó. Rồi cây lon nhà sàn sao. Cây lon nhà hả chị? Mình tự dắt hả chị? Bẻ rồi mình dắt hả? Lấy cây lon nhà của mình nè. Chị Phúc, Phúc Thông ơi. Cái kẹo thạch chẳng căng hôm bữa em có bán, nhưng mà thấy cái lượng khách phản hồi lại chị không có ok. Có nghĩa là mọi người tốn tiền vô ít nên em không bán nữa nha chị. Thật sự. Ta vậy nè, cái lon nhà là nữa mấy chị gặp lại nói gì nè. Chị gái nó sáng gì luôn mọi người nghe, nói chị nè, dắt tự dắt là mình dắt bằng cái tay em chị nha. Đây đó mọi người nghe, tự dắt bằng cái tay như thế này, một cây là 75 ngàn. Cây này là em mua trên mạng cách đây 2 năm mấy, em mua là giá 115 ngàn, hai cây 230 mọi người nghe, và phí ship là 35 ngàn. Cái này nói thật sự mọi người nghe, em mua cho nhà em đẳng cây, nhà em cây là em xài cách đây hai năm tới bây giờ mọi người nghe, không có dĩ dơ đó. Em dắt mỗi ngày, em lao mỗi ngày luôn mọi người nha. Đây mọi người nghe, cái miếng còn dơ tuy mới lao sáng chưa dậy. Rồi mấy chị, 75 ngàn cây đó, về giáp vô mấy chị nha. Em bán xài 2 năm mấy rồi đó. Rồi em đem về em bán cho mọi người có 75 ngàn à, mấy chị thấy vui ghê không? Ừ. Em mua làm thấy ghê không mấy chị? Không chị nghe, cái thùng là khác chị, mà trời ơi chị ơi, thùng lâu lắm thiệt. Rồi tiếp tục đuổi. Dạ 165 ngàn rồi chị Khánh Lê ơi. Đó mấy chị, ồ hôm bữa mọi người nghe em bán mỹ phẩm quá trời luôn á chị. Bữa nay mấy chị có tráng chưa cây mỹ phẩm quá trời nè. Ok chị Quỳnh Nguyễn Hoa Hồng cây lau nhà. Ok chị Phúc Phu cảm ơn chị yêu nè. Ok Lữ Cẩm Giang cây lau nhà. Mấy chị lau đi im lắm, để em làm cho mọi người coi vậy nè. Đây mấy chị nghe. Đây đó, em
giờ nước mọi người nghe các anh chị đó, chắc là nó khô không có mấy chị để xuống nè. Hay mà chị đừng có làm gì mấy chị nha, khỏe lắm đó chị nè. Rồi mấy chị đắp xong mấy chị đưa cái giò vô, rồi đắp tiếp tục đó, mấy chị để xuống nè. Vậy nè nhỏ ơi, cho hai bịch kẹo dứa nha em, cảm ơn chị một nè. Rồi bịch kẹo dẫn canh trái nhiều 165 ngàn mấy chị đó, nghe một xích găng lên nhà không ăn giờ này, giờ lâu nhà nè. Đó mọi người thấy không, em không có cần dùng tay để cho mấy chị nói đó là chị ra là đó cây lau nhà 75 ngàn đó vậy đó. Rồi ok, Diễm My Lê Thị cây lau nhà hai tay. Mấy chị ơi, kẹo dúa này mấy chị nghe ngậm lại em thấy là khách phản hồi lại ok lắm thiệt, nên thành ra là em bán hoài mà mấy chị em đứt hàng. Người nghe mới về được có một thùng một à, một thùng đó là 200 gói mấy chị, sữa tắm ngựa là 95 ngàn. Đây mấy chị, tụi tắm ngựa là 95 ngàn chai mấy cục vàng nha, 95 ngàn cho tắm ngựa, à nó tắm ngựa chứ tắm ngựa em. Ừ, bà lỡ tắm ngang không, không biết làm sao, nó không biết bà có hùng hằng gì với thằng shipper không, sao nó giao vàng cho bà dưới trơn à. Rồi cái cục vàng ơi, 55-60 ký bằng đẹp mọi người nha, 95 ngàn bộ thôi mấy chị ơi nè, quần bằng lụa mọi người nha. Rồi cái mã 30, 55-60 ký bằng đẹp 30 nè anh, đi đâu à? Cho anh nó lo kìa, nãy mấy tiếng mới hết ta, con tiếng hồ anh ơi, tiếng gửi đừng tiếng gửi. Rồi 55-60 ký bằng đẹp mọi người nha, cái mã 31 là kiểu như nó già như mập vậy. Rồi lấy 31 lên 31 giùm em, 55-60 ký bằng đẹp 31 mọi người nha, sao số 3, 95 ngàn. Cảm ơn chị Phúc Phúc nha. Rồi 31 chị Ngọc Châu yêu dấu nè. Sao là mấy này? 32. 55-60 cái bạn này mã 32. 32 mọi người nghe, mập nó ăn vô nó rồi mấy chị. Cho chị một cây lau nhà. Cảm ơn chị Nguyễn Thủ Tiền cây lau nhà. Rồi ổ con trái con gà lớn hay nhỏ chị? 32 chị Ngọc Châu. 31 hả chị? 31 hết rồi. Đây chị, hộp con trái của bà lớn thì là 80 ngàn mọi người nha. Cái hũ nhỏ đâu rồi? Sáng rồi. Ngày bữa mấy chị nghe là chốt mỹ phẩm không, ngày hôm qua chốt con trái khô gà không luôn, quán le lưỡng luôn. Rồi tôi nhận đồ, dễ lắm chị Hương mà không biết sao. Rồi mấy chị hộp nhỏ là 40 ngàn nè. Ôi mấy chị ơi đẹp không? 60 đổ lên, 65, 67 là vừa. Có bán gì ăn giặt không? Chị em bán con trái khô gà không mà chị ơi? Kẹo, anh Hiện đưa kẹo cho chỗ chanh, đi bán chỗ chanh tặng cho mọi người coi. Rồi 32 hết rồi. Cái bình lực sửa nữa nè. Rồi 65, 67 là vừa. Như đây. Rồi 33. Đây là vậy, 67 cái là chọn xe 4 này nghe chị chẳng thôi. Mấy chị cho này nè. Mọi người nghe. Đây mấy chị nè, có cây này nè, mấy chị hết vô này nè. Rồi, ok, một chai thích cho chị Tuấn Kiệt, chai thích cho chị Biển Bờ.
hai đứa để hai chai. Còn tôi bây giờ tôi có hết nghe, bữa nay tôi có hết nè. Ừ. Rồi, 6 lần 6 7 là vừa nhiêu? 34. Mọi người nghe màu vụ giùm em. 34, ở đây 34, mình 34 giùm em. Ai có đắp em đâu anh? Ok, chị Hà Thị Quỳnh 4 chai hết. Ok, Văn Linh 2 chai hết. Ô, mình đúng có hàng có lý quá ta. Ok, Diễm Linh, chị Mỹ Linh đây thị. Có ngăn là mở hàng không Linh là Thiện ơi. Anh coi đưa ngăn ra đó, mình sai chị sai giùm em. Vậy hả chị? Ok, 34 chị Nguyễn My. Chị Quỳnh Nguyễn coi đi điện nghe chị. Nó sao mà em nghe thằng Việt Nguyễn không biết nè. Rồi 60 65 cái bạn đẹp em ha. Đó 65 67 là vừa nè. Rồi 35. 35 mọi người nghe thấy 35 bên 35 giùm em. 95 một bộ. Ồ rẻ quá mọi người nha. Ơi thiệt luôn, bộ đồ gì mà 95 ngàn là rẻ lắm luôn. Rồi 65 67 là vừa. 36. Ok em lên hết cái này lên cho con Mỹ liền. Mà ở cái này không tắm luôn mỗi cái này. Ok chị Nguyễn Liên. Ừ nó không có cái dầu. Mấy chị hết dầu nước xanh là sẽ lỡ lỗ mũi mọi người nghe. Còn cái chai này chị nào nhầm cơ địa nghe như chồng em hết là lỡ lỗ mũi nha. Còn em thì không sao nghe. Rồi ok chị. Cô chú hành cây cô ba. Ok chúng ta dạy nè. Đây hết thì em lắm. Rồi mấy chị ơi 25 ngàn cây. Đúng thái rồi mọi người nghe. Cái này nó có Việt Nam đó mấy chị nghe. Cái loại này nó có Việt Nam đó mấy chị. Đâu ạ? Đưa cây Việt Nam cho ta coi cái này. Ta gần đưa cây đó nè. Đây mọi người. Cây Việt Nam nó có mười mấy ngàn đâu mọi người nha. Cây này là của Thái mọi người coi men nha. Cây Việt Nam là có mười mấy ngàn nha. Cây này của Thái mọi người nghe. Hai cái hương vị nó khác nha. Thích mấy chị nghe đã lắm. Ok dùm hai dạy. Rồi 35 cho chị Dung Nguyễn. Hết 34 rồi Dung Nguyễn ơi. Đây mấy chị. Đó cây này giống. Con cháu mà tính tiền gì. Con trai cho nó đi. Thôi tính không. Thôi đợi cho đi anh. Đây cho đi cô ba, cho đi. Để em cho nó hết bệnh. Trời ơi, trời tự nhiên cầm mấy chục ngàn kỳ lắm. Chừng nào qua 400 ngàn đi rồi mấy. Để cho lính bán đường cái em thấy cháu không là bán gì. Ừ, chẳng biết rồi. Thì mình nói là biết. Tại nó là mấy rồi? 36, 35 nè, này là 36. Đúng rồi, 36 người nghe, 65, 67 là vừa 36, 36. Rồi mấy chị ơi, 37. 37 mọi người nghe, tánh em là cộng đại lắm thiệt. Biết ăn hết trơn, môi ruột có gì thì chồng em môi ruột em ăn hết trơn có gì. Ông ở cái ruột vụ vụ em cũng môi ruột em ăn hết trơn rồi. Trời có đâu con nổi đâu. Ai biết ruột gì kìa. Chị ăn gì ăn? Rồi, phần chính tắc nha. Chơi. Rồi, 65, 67 là vừa nha. Rồi lấy bánh 37 với chị ơi, 37 giùm em, 95 ngàn. 37 chị Nguyễn My. Ôi, chúng ta không nghe sao mà đẹp mọi người ơi. 65, 67 là vừa 38. 38 giùm em. Ok, giùm Nguyễn Thơm. Ok, chị Lê Thơm chứ lộn hết. Ok, chị Lê Thơm nè, con này chị Lê Thơm nè. Rồi, chị Lê Thơm có 37 luôn nha chị ơi. Rồi này 38 mọi người nghe, 38 giùm em là đẹp quá. 65, 67 là vừa nghe, 95 ngàn. 38. Rồi 39. Đó, chị Nguyễn Nguyễn có 37 luôn đó nha. Rồi 39 mọi người nghe, lấy 39 mình 39 giùm em. Rồi 40 với chị nha. Ôi sao thấy hình như là nó tan đạm tao nó là tiền đi ơi. Cái nữa rồi. Cuốn họng luôn, họng tan lại. Ừ. Cái nó không có cuốn họng em không có gì. Ôi cái này anh ơi. Cái này nó không cái lợm em luôn hả thầy? Thiệt nó trôi đậm luôn á thầy. Lên tay ba đây ok. Mấy chị ơi thiệt. Tại vì em bị đòm cái cơ hỏng mà mọi người thấy mấy chị thấy em nuốt á. Nuốt cái đòm mấy chị. Tại vì khạc cũng nghe. Nhưng mà em thích là thấy nó không cái cổ hỏng em nè. Em quá. 38 thì tính tiền nè. Như rồi bây. Rồi 40 mọi người nha. Chị nào lấy 40 bên 40. Có sai 5 lần ký người chị thì chưa. Chị thì chưa bạn sai thứ 3 là vừa. Rồi 60 đổ lên 65, 67 là vừa. 41 giùm em nè. 41 người nghe, quần lồng lụa manh gọn mấy chị. Còn cái áo là bằng lũa lụa nha. Rồi ai lấy trái 41. 41 giùm em. Đây nè, sai này của chị Hiền Chuông nè. Đây nhỏ đó nè. Ok chị Hiền dẹo lấy một cây hết. Thank you.
Nam mua nặng dân có phải. Thì cũng thấy người nghe cũng của Việt Nam nữa. Việt Nam thì nó mấy cái vậy. Ok, vậy Quỳnh Nguyễn hoa hồng nè, hai trái hết luôn nè. Rồi, 55-60kg bằng đẹp người nghe tâm hả mấy mày? Rồi, 42 nghe, size nhỏ nè chị, 55-60kg bằng đẹp. Đúng rồi, Nhung Nguyễn được có bộ rồi chọn thêm đi em ơi. Rồi, 55-60kg bằng đẹp 42. Rồi, 55-60kg bằng đẹp người nghe 43. 43 giùm em nha, chịu lấy 43, comment 43. Rồi, 55-60kg bằng đẹp người nghe 44 giùm em nè. 44 người nghe 95 giùm em. Rồi, lấy 44, mình 44. Đây, chị thiệt chưa, mọi xe này vừa nè. Rồi, 55-60kg bằng đẹp. Ok, 42 cho chị Ronaldo Nguyễn. 60kg màu đỏ. 60kg đó màu xe mấy ạ? Màu đỏ xe 3. Ok, 60kg chị Nguyễn Ngọc Hăng vừa. Cái này 42 rồi nha. Nói dầu hay là chị xài lâu không lâu lắm. Thì hôm nay thấy xài nửa tháng mà nó còn y thinh kìa. Rồi, 44 thì chị Nguyên Lê. Rồi mấy chị ơi, nhìn gương mặt em tươi cười là biết rộng rãi rồi. Cảm ơn chị Hấp Hè. Rồi, 42 em hết mấy cục vàng ơi, hết chơi. Rồi mà chồng em cũng hên chị ơi, em cũng giống em thiệt, hai đứa là làm gì cũng đồng lòng hết trơn chị nha, cho là cho đồng lòng chứ. Ví dụ như mình bánh mình rộng rãi mọi người nghe, mà gặp ông chồng keo kiệt nó cũng mệt lắm mọi người nghe, chắc cái lộn tối ngày á. Em mà ai mà kiểu mà em cho mà cự hơn hơn là chết em luôn thiệt. Shipper lại nhà em mới chị nghe giao đồ cho em phải không, là lúc nào em cũng cho 40,000 hết trơn đó. Chào em hỏi là sao cho dữ vậy, cái nó anh ơi thấy không, cái cục hàng bành kia người ta bưng cho mình rất là cực luôn. Thử anh bưng mình anh thấy coi, nó cõi ngược chồng em đi làm như vậy thì em nghĩ sao. Nó em cho cái đầu em vô thiệt, tại em thấy tội nghiệp. Ai bưng hàng em vô nhiều nhiều mọi người nghe là em cho tiền thêm không à. Yeah. Ừ, mấy rồi hai má là người hết như vậy nào, vậy đó cho mấy chị coi à, hai bánh nó người hết má. Em ngồi mấy má không thiệt mấy chị nghe, cái này là tụi em lấy xài hôm nay rồi em gọi tụi em mới bán mọi người nghe. Trời, cái này hàng là mới về ngày nay luôn mấy chị nghe, hôm nay là đâu có bán đâu, mọi người thấy em không quảng cáo nha. Em đã nói mấy chị rồi, cái gì mà nhà em xài ok là đem ra bán, không ok là cho nó vào dĩ giãn liền mọi người nghe, đưa nó lui cung liền. Ai quảng cáo cho em cái gì phải đưa cho em xài, em là sẽ là người xài mọi người nghe. Em xài ok là em bán nha, còn không ok lui cung. Nói mấy chị đó bọn 95,000 nói như kem body cũng vậy mọi người nghe. Mấy chị là nhầm chị hỏi nè, có bán kem chữ A, kem này, kem kia, kem nọ không? Mấy chị nghe, nhu cầu của mọi người xài chịu, nhưng mà em cảm thấy mấy chị nghe, không có im. Em trải qua rồi mọi người nghe, em thấy phí tiền mà nó không hiệu quả là em không bán. Ngồi với mấy chị nghe, còn cái kem mà em bán là em thấy nó ok, bán hoài, không thay đổi mấy chị nghe, vậy đó. Ừ, rồi tiếp tục. 55-60kg bằng đẹp mọi người nghe, mã 45, chị yêu lấy 45. 95,000 bộ mấy chị yêu ơi. 95,000 bộ nghe chị ơi, Trần Ngọc Trân. Rồi, tiếp tục mọi người nghe. Rồi, 42 hết rồi mọi người nghe. Em cũng giống như chị. Ừ. Rồi, 55-60kg bằng đẹp mọi người nghe, mã 46 em nè. 46 mấy chị yêu ơi, nó 95,000 bộ thôi mấy chị. 46, 23 mấy chị ha. Rồi, 55-60kg bằng đẹp mấy chị ơi, mã 47 em hết nè, em lên coi tung mịn. Bữa nay em sale tặng cho mọi người coi tung mịn nha. Ok, Nguyễn Tranh đi hết nè. Rồi, ai lấy chốt mọi người nghe. 47 55-60kg bằng đẹp 47. 46 chị ruột Hoa Tâm nè. Rồi, 55-60kg bằng đẹp mọi người nghe 48 nhìn em không. 95,000 bộ mọi người nghe, mấy chị coi nào, quần là bằng lụa nghe. Cái thân này là đuổi mọi người nha, 95,000 bộ. Rồi, ai lấy comment 48. Ok, vậy nhàn thanh. Chị, cái này nó có độ giãn nhẹ nha chị buộc ơi, Ngọc Trân ơi. Rồi. Ok, chị Nguyễn Ngọc Hăng nha. Rồi, 55-60kg mấy chị bạn đẹp giùm em. Nhiêu nha? 49. Rồi, ở đây bằng 49 mọi người nha. 55-60kg bạn đẹp 49 giùm em. Ok, chị Hoa Tâm một tiếng hết. Ok, trang hàng, trang hết. Rồi, 55-60kg bằng đẹp mọi người nghe, chơi mã 50. Mã 50 mọi người nghe.
nghe lấy 50 comment 50. Thật là sợ mọi người nghe bán đồ chứ em cũng sợ tội lắm mấy chị. Có sao mà nói vậy mọi người nghe, là ví dụ như mình bán có đồng lờ thì lờ mấy chị ha, nhưng mà mình nói đúng sự thật là mình không có tội mọi người nghe. Còn kiểu như mình nó thật sự mọi người nghe có chuyện không có mà mình nói có nghe, nó là cái nó cũng có tội nữa đó. Đây là lời nói mọi người nghe nhưng mà nó cũng mang theo cái nghiệp, nó thật sự luôn. Chơi hết nói xài đó lắm, chị xài quanh năm luôn dạ chị. Trời ơi chị ơi, em có biết đâu, từ lúc mà cái vụ mà cô Quyết tới giờ mới biết đó. Có cái chú kia chỉ, cái chú kia chỉ nha mọi người nghe, 48 chùi thấm gọng đừng mua chị, cái này là size bự 55-60kg, chị yêu mua size 55 đổ về ngay cục vàng 10 thấm. Rồi như vậy. Rồi 55-60kg bằng đẹp mọi người nghe, mã 51. Ôi cái màu đẹp quá ha. Rồi chị yêu lấy 51, mẹ 51 giùm em nè. 51. Ôi cái này đẹp không nè mấy chị ơi, cái này đẹp quá luôn. Rồi 55-60kg bằng đẹp nè, 52. Em vừa đổ huy ơi, để qua xe 2 cho cưng. Hello chị Nguyên Thảo yêu dấu. Rồi 52, ủa số mày số 3 đẹp quá nè, sao mấy chị dâu rồi. 51 cho bà Niu. Bà comment số 5 thêm cái chữ 1 mà ơ ơ mà ốt mở mông đằng 1. Rồi 55-60kg bằng đẹp mọi người nha. Rồi cái mã 53. Ôi ôi mấy chị ơi đẹp quá luôn. 53, 95.000 đồng. Rồi 60 đổ lên, 65-67 là giờ người nha. Chơi mã 54. 53 chị Nguyễn Ngọc Hăng. Rồi lấy chốt người nghe 54. Nói chung là bây giờ mọi người nghe mình làm cái gì mình ngại tránh nghiệp được chắc mấy chị. Thiệt. Ờ ơi cái đâu mở lộn vô cái bộ này là dặn như là sao tin hay gì mấy chị nghe. Đó size dài luôn. Có size nhỏ không? Gọi em lên size nhỏ liền. 53 là màu gì? Ê nó bên kia đó. Nó khác chị Hoa Tâm ơi. Em ơi nó áo nó giống là cái quần nó khác được không chị? Mã này được không cho Hoa Tâm chứ 53 kia ghi gốc rồi. Rồi chị lấy bộ này comment em mã 48 thì chị buộc đi. Cái thằng áo nó giống nè mà cái quần nó khác một chút. Ê chị hai mẹ, cái giống mà hai mẹ. Nó cũng lên tự tự nghe chị Hoa Tâm ơi, được ok em là chị Hoa Tâm. Phối sọc còn nó phối màu. Ừ. Ê chị buộc. Ừ, được không chị, được ok em nè, nó tự tự nhau nha. Mã 48 cục vàng ơi, lấy giùm em cho chị đẹp quá. Em thấy nó cũng tự tự nó ná nữa nè, mà thấy nó ná gì nè chị, nó ná đó. Rồi, cái bộ này là giải như là satin mọi người nha. Rồi ta dài luôn. Đẹp quá vậy, ai lấy bộ này cháu luôn, 80.000 đó chị. 80 ký hoành lại nghe, 80.000. Đâu lộn bộ này vô vậy. Rồi mấy chị, 80.000. Ta dài. Rồi lên đồ bộ sọc chưa? Lên đồ sọc là gì ta? À, hết trơn rồi. Đó là cái gì nè, nãy em bán gì quên rồi. Ati. Hết trơn luôn rồi, nghe chị tôi mới hàm, không còn bộ luôn bà ơi. Rồi ok, cảm ơn trong A Tâm yêu dấu của em nè. Rồi xin hỏi